Bảo anh chị gọi trên đây xuống. Thế nếu không có, nếu không có thì mẹ đâu gọi thì có sẵn tiền. Phải là giấy, giấy kia. Giấy cây 16 hay giấy thành phố? Chị được mấy hôm đấy chị ạ? Em á? À? Thấy nóng nóng. Bê cái gì hả em? Mà cả cây trên live nhìn trông nó cứ tối thui thui à. Quay cái gì? Em vừa nghe chị nói cái gì mà? Quay tay. Nghe cái câu đấy nó cứ nhạy cảm thế nào ấy. Áo yên nó mặc là mã bao nhiêu chị nhỉ? 32 thì phải, đúng không? Ừ. Đẹp lắm chị ơi, hôm qua cuối live mới nhớ ra cái mã này đấy. Em chào tất cả các chị yêu và tối nay em về thêm được mẫu chị nhá. Chị ơi bật cái quạt chỗ này bên này của em cái. Sao em ấy lắm mặt quạt nhỉ? Em nóng mà. Chiều rồi rét. Chiều rét đấy, lúc nóng lúc rét ấy. Em đi quần này xem ở cái chỗ nào đây. Xem bóng diễn thời trang thôi, bóng ngủ rồi. Bác Như Hiếu Tiên ơi, bóng ngủ rồi. Hello các bác yêu. Các bác có xem được like không? Đơn hàng hôm qua, nếu mà các chị đặt tối qua thì nhà em bây giờ bắt đầu đang gọi điện chốt chị nhá. Em chào chị Lê Loan. Các bác vào like cho em xin được chia sẻ với ạ. Em chào chị Lê Liên nhá. Lê Loan rồi Lê Liên, em chào chị Tích Nguyễn ạ. Ngày hôm qua chốt không để gọi, nhà em đang gọi suốt đơn tối qua chị Ngọc Tuyết ơi. Em bảo rồi ạ, kiểu gì cũng phải trong 2 ngày nhà em mới gọi chốt xong của một like. Áo khoác nắng ngắn em còn, chị Cảnh Đôn nhá. Chào chị Bình Võ ạ. Thế đây, các chị có thích áo áo gì nhỉ? Áo gió đúng không? Áo gió hàng Quảng Châu ấy. À, chị Ngọc Tuyết ơi, đợi em đi. Ui dồi, sinh như gái 15 thế, chị chỉ ước thế thôi. Không cần phải như 15 đâu, 20 cũng được rồi. Các kiểu à? Áo em mặc đang mặc là 160 chị ơi. Áo em mặc 160.000. Hôm nay rất nhiều đồ bộ luôn. Hôm nay cả cái bộ B15 em cũng về hàng rồi các chị này. Em bảo rồi cái áo gió chị nhá, toàn bộ hàng gió Quảng Châu ạ. Bây giờ em đang phân, nói chung là bây giờ đa số là còn màu đen là nhiều. Đa số là còn màu đen là nhiều, các chị nhìn hàng của nó luôn này. Hàng Quảng Châu trước đó là 350 các chị nhá. 350 ạ, ngày hôm nay nhá, em còn bao nhiêu chiếc em tặng các chị mình hết. Ok chưa, các chị comment là gió, tặng gió Quảng Châu cộng số điện thoại ạ. Tặng gió Quảng Châu cộng số điện thoại cho em, là mình chốt đơn hàng ạ. Chị áo em mặc là mã 322. Đây các chị này, nó đẹp lắm, chị ơi có cả màu cam đào hay màu gì nữa phải không? Không có đâu. À, thế nó còn nguyên màu đen đấy chị nhá. Mã này em đang còn nguyên màu đen thôi. Các chị nhìn hàng của nó luôn này. Các kiểu hình như là có tầm khoảng là mấy kiểu nhỉ? 3-4 kiểu gì đấy. 3-4 kiểu. Từ trạng nó còn sót 3-4 kiểu không? Em bây giờ chỉ còn xa các chị tầm khoảng 55-56 cân đổ về thôi ạ. 40 cân đến 55-56 cân đổ với em chốt đơn. Em ơi toàn màu đen này. Thi thoảng còn nó còn một cái màu cam. Thi thoảng còn một cái, một hai cái màu cam ấy chị nhá. Một cái màu cam hoặc màu xanh. Đó, tặng gió cho em ạ. Em kỷ niệm các chị mình 99 như một cái. Em tặng nhá, 99 như đồng một áo gió.
mình nhận được hàng rồi, đẹp, chất đẹp, à, rất đẹp nàng nhé, cảm ơn chị Lê, chị Liên Liên. Đây các chị này, em kỷ niệm các chị 100.000 một cái ạ. Nhà mình chọn size vừa giúp em nhá, nhà mình chọn size vừa. À, cảm ơn chị Vũ Quyến nhận nắng thơm nha, rồi ưng lắm, cảm ơn tình yêu các chị này. Mình chỉ chọn được cái size vừa thôi, chứ còn kiểu mình không chọn được ấy. Tặng gió ạ, cộng số điện thoại cho em. À, chị Vân An ơi, thế thì chị cứ comment là bộ B15 đi. À, chị thông điệp năm mới ok này, các chị ơi ạ, à, nhanh tay giúp em rồi, em tặng cho chị mình từ 40 cân đến tầm 55-56 cân. Nó sót đấy chị, sót đây này chị này. Hôm nay ạ, à, dọn tất cả các mẫu tổng hợp lại luôn. Em kỷ niệm các chị mình nhận 99.000 một cái, 99.000 đồng trên một cái. Lên đơn hàng trên là tặng gió cộng số điện thoại là mình chốt đơn hàng ạ. À, đa số là còn đen thôi các chị nhá. Đa số em chỉ còn màu đen thôi, các bác vào like ạ. Nhanh tay chia sẻ live stream cho em mã này đi ạ. Em bảo rồi ạ, chất của nó cứ gọi là đẹp miên man luôn. Tặng gió ạ, kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn 100 ạ. À, 100.000 một cái đúng không? 100.000 một cái. Chị ơi, có màu trắng phải không? Hay màu gì nữa không? Thế thì còn nguyên đen đúng không? Còn con nào treo ở trên kia không? Thế thì hết đúng không? Còn mỗi màu đen thôi. Thế thôi cho lên đường luôn nhá. Đằng sau thấy hà như có màu xanh hay màu gì đấy em ơi? À, cái màu xanh như của em vừa rồi. Rồi. Trời ơi các chị này. Đấy chứ ạ, các chị mua tất cả của nó như em là trồng chất chất thô ướt ý. Dòng chất thô ướt cho em, tặng gió kèm số điện thoại ạ, là mình lên đơn hàng. Áo em mặc là mã 322 chị ơi. Áo nó mặc là mã 322, em có là MLXL 3 size. MLX 3 size ạ, các chị lên đơn hàng cho em là mã hàng 322 kèm theo số điện thoại các chị này. Đẹp dã man luôn, em có đủ size là MLX các chị nhá. Đủ size số là MLXL. Các chị comment cho em là mã đá 322 kèm số điện thoại ạ. Chị ơi, đơn tối qua thì em nhân viên thì em vẫn đang gọi chốt đấy ạ. Chị mình thông cảm cho em với nhá. Nhà em sẽ gọi chốt dần dần, chốt lần lượt hết ạ. Rồi B15 đi mua 3 bộ nhà em rồi vẫn ưng muốn mua. Đợi em tí chị Bona ơi, hôm nay rất là nhiều mẫu. Ê chị này. Nhìn hàng đá giúp em. Để chị ạ, nhìn đá giúp em với ạ. Các chị lên chuẩn cho em là mã đá 322 kèm số điện thoại ạ. Các chị ơi nhìn cái gen của nó này. Để chị ạ, các chị nhìn gen của nó cho em. Đó, em tặng các chị 159.000. Rồi ạ, thơm mà đẹp lắm, em cảm ơn chị luôn. Áo nắng với lại ủ tóc đúng không? Thơm mà đẹp, em cảm ơn chị yêu nhá. Áo em mặc có bán chị, đó là mã 322 này chị này. Áo em mặc là mã 322. Các chị lên mã hàng cho em là đá 322 kèm số điện thoại ạ. Dưới 6566 cân đổ với em chốt các chị nhá. 6566 cân mà từ 4243 cân đổ lên. 4243 cân đổ lên đến 6566 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Mã cho em là 322 kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi, hàng này còn là hàng Quảng Châu ạ. Bộ B83 em còn, chị Phương Thu ơi. Đá nó chắc lắm luôn, nên chất thun lạnh cho em. Thì chị ạ, toàn bộ chất thun lạnh cho em ạ, đá rất là sáng luôn. 65 cân thoải mái chị Hồng Lệ ơi, chị lên nhanh tay giúp em mã này đi, tại vì là mã này em vừa được sale nó sẽ không có số lượng nhiều đâu. Nó sẽ không có số lượng nhiều, các bác nhìn gen của nó này. Đó, nó mềm các chị nhá, nó mềm mà hàng em loan chuẩn, em cảm ơn chị Nguyệt Tròn. Đấy chứ ạ, nhận hàng ạ. Chuẩn hay không các chị mình cứ bóc hàng kiểm tra. Đấy chứ ạ, bóc hàng kiểm tra chất lượng cho em ạ, từ tem túi của nó luôn. Loan ơi, cho chị áo trắng thơm cho chị 2XL à. Chị Nguyễn Thủy cứ lên số mã hàng với số điện thoại nhá. Chị Phượng Trung Hoa lên số điện thoại cho em với chị ơi. Chị Thảo Nguyên có ạ. Sơ mi, rất nhiều sơ mi. Có cả sơ mi công sở, rồi sơ mi điệu, các kiểu như em có hết ạ. Các bác cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Ngày hôm nay rất nhiều bộ mới luôn. Nên là chị nào ẩn comment nhá. Ẩn comment em không đọc được tên thì các chị ơi ạ, nhanh tay chỗ em ạ, mình chia sẻ lên cái trang, cái like của mình, của em ấy, lên trang cá nhân của mình ý. Đó thì các chị mình tương tác nó cũng dễ hơn này. Để chạm các chị tìm với em cũng dễ hơn. Để chạm chị Lê Dung rồi ok. Mã áo đá 322 ạ, kèm số điện thoại cho em 159.000 đồng trên một áo. Để chạm 159.000 đồng các chị lên hàng cộng số điện thoại ạ. Em cảm ơn chị Dương Thanh Thủy nhá. Có ủ tóc chị Vân An ơi, ủ tóc Nhật cho em có. Chị Toàn Hoàng ok. Áo đá dưới 65-66 cân chị ơi, 43 cân đổ lên đến tầm khoảng là 66 cân đổ về. Cho chị size to màu đen ạ, chị lên mã hàng cho em là mã 322 chị ơi. 322 cho em. Đấy chứ ạ, 322 kèm số điện thoại, các chị nhìn hàng của nó luôn này, chất sướng lắm. 350 mà giá cũ đang bán. Bây giờ em tặng các chị 159.000 đồng một áo. Hàng này em vượt được giá sale của chị nhá, hàng ôm sale. Q8 em còn, chị Phạm Ánh comment là quần Q8 kèm số điện thoại ạ. Mã này là mã 322. Đá này là đá 322, cho em một mẫu nữa chị Hoa ơi. Nhiều mẫu khác chị ơi, nhiều mẫu lắm. Sơ mi công sở cổ chui à, có luôn. Nhà em có chất sơ mi tơ đấy chị ạ. Có cả sơ mi tơ nhá. Em còn đang phân vân là không biết lên mẫu nào trước ấy. Nhiều à, em không biết đang lên mẫu nào trước đây, cái mẫu kia đấy đấy. Ừ. Thấy chưa? Các chị ơi, 322 đẹp xuất sắc luôn. Chị ạ, chất nó co giãn thoải mái.
cái nào về không giống chị ơi, nhà em mặc như nào nhà em gửi cho các chị về như thế. Tại vì áo tất cả nhà em nó đều có mã hàng hết. Đấy chứ ạ, có khách nào ạ, nhà em gửi về nó không giống không ạ? Nếu như em gửi hàng, nếu mà em like một đằng em gửi một nẻo thì em sẽ không bao giờ cho các chị đồng kiểm trước. Đấy, chị nhá. Chị mua cái hàng gì nhà em mà bảo là em gửi cho chị về không đúng, không giống. Các chị có thấy em bán áo đá từ đông sang hè nhà em đều có mã hàng, trừ khi các chị là đặt nhầm mã thôi. Các chị comment sai mã hàng thì nhân viên nhà em mới nhặt nhầm thôi. Chứ còn không có chuyện mà em like một đằng em gửi một nẻo đâu chị ạ. Tiếp theo cho em mã này đi ạ. Ở đâu. Áo nắng dài 2XL à? Để em xem đã còn không ạ. À, chúc Nguyễn ơi, đợi tí em lên sơ mi kẻ nhá. Nào chị ơi, chị gái, chị bảo là đặt cái em nhà em cái gì mà không giống. Ý là không giống như trên live á, hay như thế nào à? Mà chị mua hàng em bao giờ chưa? Đây mẫu khác chị ơi, đây là mẫu khác này. Tiếp theo mẫu này cho em. Đấy, 10 cái như 10 luôn. Có 10 cái như 10 luôn ạ. Quần Q8 cái gì chị? Q8 ghi mà đâu sẽ S, ok. Áo đá lần trước chị đặt gửi về không giống như trên live. Thứ nhất là em nói cho chị này, hàng em có cho chị đồng kiểm, đúng không ạ? Có cho đồng kiểm. Mình đến nơi mình kiểm tra hàng, không đúng mình giả lại. Được chưa? Và thứ hai, nhà em ạ, đặt mã nào các chị ạ? Các chị đặt mã nào nhà em gửi mã đấy. Chứ không bao giờ có chuyện mà chị đặt mã 322 nhà em lại gửi cho chị là 822, 832 gì đấy. Đấy, tất cả nhà em nó đều có mã hàng hết. Với lại nhà em cho chị đồng kiểm cơ mà, không đúng thì mình không lấy. Không đúng thì mình không lấy cho em, chứ em có bắt chị lấy đâu. Nhà em làm ăn đàng hoàng cho khách hàng đồng kiểm chưa? Đúng hàng, đúng mẫu mình lấy, không đúng hàng mình trả lại. Còn rất là nhiều phong cổ bể chị ạ. Mã này các chị lên đơn hàng cho là mã 833 chị nhá. 833 kèm số điện thoại cho em ạ. 833 kèm số điện thoại, cũng là áo đá các chị này. Đá của nó sẽ là đá màu ép nhiệt. Đá màu ép nhiệt cho em ạ. Lên mã hàng cho là 833 kèm số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Chị ơi chị cũng làm cái gì ở dưới đấy đấy. Có khi là mình đặt nhầm mã thôi. Thì bảo như em nhặt gửi không đúng như trên live thôi. Tại vì nhà em có mã hàng hết. Nếu như mã nào cũng giống mã nào thì nhà em phải đặt mã khác nhau làm gì, đúng không ạ? Áo em mặc từ khoảng là 66-67 cân đổ về, 66-67 cân đổ về em chốt đơn. Và các chị tầm 45 cân đổ lên nhá, 45-65-66 ạ. Chị nào người gọi tầm 67 cân đổ về em chốt đơn à. Mã này là mã 833 phải không chị? 833 kèm số điện thoại, đưa cho các chị xem từ túi mác luôn. Cho các chị xem từ túi mác luôn. Công lại bảo là hàng em gửi cho các chị không đúng. Đấy, về nhận hàng đúng như này mình lấy cho em. Nhận hàng đúng như này mình lấy cho em. Ok chưa ạ? Mã hàng chưa là 833 kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Tôi đã chết rồi, 338 chị ơi, em nhầm đấy. Mã 338 chị ơi. Comment lại cho là mã 338 nhá. Em đọc nhầm. Mã hàng 338 giúp em với. Cộng số điện thoại là mình chốt đơn hàng. Các chị comment lại hộ em với. Mã trước là mã 822, còn mã này là mã 338 kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn. Em tặng các chị ạ, 159.000 đồng một áo. Được chưa? 159.000 đồng cho em một áo ạ. Mã 338 chị nhé. Comment lại, chị nào cũng lại comment thì các chị comment lại mã hàng của em với. Comment lại mã hàng của em với các chị này. 338 lên số điện thoại cho là mình chốt đơn các chị yêu. Chắc toàn bộ hàng Quảng Châu nó đẹp như thế này luôn ạ. Nhưng em có bán hàng gia công các bác đâu. Đấy, đá ép nhiệt các chị nhé. Toàn bộ đá ép nhiệt ạ. Các chị lên ạ. Chuẩn lại cho em là gì ạ? Mã 338 kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn. 338 kèm số điện thoại ạ. À, hình như hôm nay nhà mình về cối phải không? 100 bao nhiêu? 338 là bao nhiêu tiền nhỉ? 159 à? 159.000 đồng một áo ạ. À, chị Linh Lê comment lại cho em xin số điện thoại với. Comment cho em xin số điện thoại nhá. Mã hàng 338 kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Em tặng các chị 159.000 đồng một áo. 159.000 đồng các chị mình lên đơn hàng ạ. Yêu ơi đẹp xuất sắc luôn này. Thực sự luôn, nó đẹp xuất sắc luôn, các chị nhìn từ cái tay của nó luôn nhá. Đá của nó bên ngoài nó sáng hơn trên live nhá. Đá bên ngoài sáng hơn trên live stream. Lên chuẩn mã hàng cho là 338 ạ, kèm theo số điện thoại ạ. Chân váy em mặc là 125.000 chị ơi. Chân váy em mặc là 125.000 ạ, bên trong nó sẽ có quần nhá chị nhá. Bên trong có quần,
có quần như có quần đùi. Chị Nguyễn Thị Hồng ạ, chị Thắm Nguyễn ok, chị Nguyễn Nam ok, em chốt đơn ạ. 338 cái số điện thoại cho mình lên đơn à. 159 đồng một áo ạ chị nhá. 159. Chị Bình Quý ạ, chị Vũ Ngọc ok, em chốt đơn. Trời ơi giá quá đẹp luôn các chị ạ. Giá quá đẹp luôn ạ. Chị Nguyễn Hằng ok, em lên đơn ạ. Các chị này em bảo này. Hôm nay em bị bom về một cái áo này. Các chị nhớ ạ, mã này em bán ạ, không biết bao nhiêu mà kể luôn ạ. Chốt cho một chị duy nhất ạ, có mã này cho em. Chốt một chị duy nhất cái mã áo 013. Màu này em gọi là màu nâu đúng không? Màu nâu của size M. Duy nhất có một chiếc. Được chưa ạ? Duy nhất em có một chiếc em bị bom về. Hàng Paka 3 lớp cho em. Mình không mặc năm nay, năm sau mình mặc ạ. Mình không mặc năm nay thì năm sau mình mặc cho em ạ. Em kỷ niệm nhé các chị nhá. Giá này là giá em kỷ niệm các chị này. Hôm trước các chị đang mua sale là 600. Hôm trước các chị mình đang mua sale là 600.000. Em tiện các chị ạ, 399.000 đồng. 399.000 đồng một áo. Size M có tầm khoảng là 50 cân đến tầm 56 cân các chị nhá. 50 đến 56 cân đổ về em chốt đơn ạ. Phạm Ngọc này. Bảo cái Huyền chào chị cái tên là Phạm Ngọc của chị vậy. Chị Phạm Ngọc cho em số điện thoại nào. Phạm Ngọc cho em xin số điện thoại của chị sao? Hà ơi. Cái chị Phạm Ngọc này mua cái gì bên nhà mình đấy? Dạ. Chị Phạm Học cái này. Phạm Học ạ? À? Ờ. Cái nhà kia trên nhóm này cho bọn nó ấy. Cái Huyền với cái Linh cái Huyền giỏi vậy. Em xem có phải chị này ở Quảng Nam không? Không bận. Máy check đơn đây chị tra luôn. Em gọi chị 0788 678232. Chị đang bảo là con đểu ăn không của ta một đơn hàng có 65k mà nói lại không nhận là như thế nào ạ? 0788. Ừ. Có phải số của chị như này không? 0788 678232. 232. Chị tên là gì? Chị ơi, 6 triệu rưỡi hay 65 triệu ấy. Được chưa? Em cũng giả lại cho chị chứ không bao giờ có cái chuyện mà 65.000 mà em lại nói là em ăn không của chị đâu chị ạ. Đấy, bị bom về này. Chị nào lấy thì ok luôn này. Em gọi cho chị cái số này xem có phải số của chị ở Quảng Nam không? Học Phạm này ở Quảng Nam không? Đơn của chị là có vấn đề gì hay như thế nào? Đây này, 013 đây này. 013, 013 đây chị nào vừa bảo lấy nhỉ? Lắp lại mũ cho em. Cái này em vừa mới lắp cái ấy vào thôi. 399 à? Ờ, 399. Chị nào lấy ok luôn. Mã ấy là mã gì đấy? Em chưa nói mã đâu. Mã 013, trời ơi, cái mã 013 này là em chẳng cần. Em chỉ nhìn qua phát em nhớ mã luôn. Tại vì mã này bán rất là nhiều luôn ấy. Em gọi có nghe máy không em? Không nghe máy, không nghe máy chị ơi. Chị Học Phạm, chị Học Phạm ấy. Chị Phạm Học nghe máy hộ em cái. Có phải chị không? Có phải chị ở Quảng Nam ấy, chị nghe máy hộ em cái? Không thì chị cho em số điện thoại với. Nhắn tin lên nhóm để em chụp lại cái comment của chị để em cho nhân viên em kiểm tra check luôn với. Cho nhóm bảo Huyền, hai Huyền với Linh kiểm tra hộ cái này. Đây này. Con nào là con đểu à chị? Sao mà chưa gì em chị chưa biết em thế nào rồi mà tự dưng lại nói câu thế? Nhà em thiếu nhiều đấy chị ạ. Nhưng mà em không bao giờ em ăn không tiền của khách đâu. Khách hàng bom về em chuồn tống cước em giả lại tiền cọc. Được chưa? Em thực sự luôn ạ, không có ai tử tế như em luôn đấy chị. Em không biết là bạn nào giải quyết đơn hàng của chị để em bảo bạn ấy gọi lại luôn chị. Không, chị để lại số điện thoại trên live stream của em với. Không biết là chị có đang xem live của em hay không của chị Phạm Học nhá. Hai con kia uống nước ngọt, nó bảo đang ngọt giọng lắm. Chị nghe máy hộ em cái nào. Nhân viên này em đang tra cái số điện thoại của chị để nó gọi đấy. Không gọi được á? Không nghe. Không nghe máy à? Đây chị nhắn vào trong nhóm đấy. Nhắn vào trong nhóm và mấy đứa sẽ xử lý. Kiểm tra luôn cái khách hàng Phạm Học này cho chị nhá. Xem là có vấn đề gì đấy. Mm-hmm.
chị Man Nguyễn Thị Man em ơi. Ghi ở chị số điện thoại của chị Man Nguyễn Thị Man đi. Chị lấy cái 013 luôn, 0355 172795. Ok nhá. Đâu có một chiếc gì? À đây đây đây. Lấy 013 em. Ai lấy rồi? Ôi chết rồi. Chị Man ơi, có người lấy luôn cái đấy rồi. Chị nào? Ôi giời. Thế thì khách lấy mất rồi. Chị Man ơi. Có người lấy mất luôn rồi. Đây các chị này, em còn sót một con cái con G14 đúng không? Đây này, cái này là đặt hàng từ Tết đến bây giờ mới bom mới về đến cửa hàng nhà em đấy. Đây các chị này, mãi là G14 cho em. G14 kèm số điện thoại nhá. Hôm trước đang là 600 mấy chị? 650 đúng không? 650. Chị nào vừa con này em chốt đâu các chị, tầm khoảng là 50 cân ạ, đến 60 cân. Điều hay không thì thực sự luôn ạ, bản thân em chẳng có gọi là làm cái gì mà nó gọi là nó cảm thấy hổ thẹn cả. Thực sự luôn ấy, em cứ ăn không của khách 1.000. Mà bây giờ chị lên like ạ, có vấn đề chị điền thẳng vào cho em đây này, nhắn tin luôn cho em này. Đấy, hay như thế nào đấy. Ví dụ chị bảo là em ơi, chị ơi ạ, em không trả tiền cho chị cơ. Thì chị muốn nói em thế nào cũng được. Nhưng mà bây giờ em không biết là đơn hàng đấy có vấn đề như nào, hay là chị gửi hàng ạ, nhà em chưa nhận được. Đấy. Bây giờ tự dưng chị vào bảo là em ăn không của chị 65.000 ạ. Này chị ơi, em bảo này. Em bảo này, 65 triệu em còn đếch cần ý, nữa là 65.000. Em bảo chị comment số điện thoại để em cho nhân viên gọi lại cho chị luôn. Nhưng mà chị không dám comment, đúng không? Comment không nghe máy. Gọi điện không nghe máy. Gọi điện không nghe. Chị đàng hoàng, chị nghe máy hộ em với. Nếu chị nói em ăn không của chị nghe máy hộ em cái. Để em cho nhân viên thì em xử lý luôn. Cái đơn hàng của chị gửi 4 cho Nguyễn Giao Hưng luôn này. Cho em 400.000 luôn này. 400 cho Nguyễn Giao Hưng luôn ạ. 650 em sale 400.000. Nguyễn Giao Hưng ở Cà Mau. Ghi hộ em với. Nguyễn Giao Hưng này. À Hoàn về, nếu mà Hoàn về thì sẽ là chủ đầu cước hai đầu chị nhá. Cước đi, cước đi và cước về. Đó, cái đấy là bưu tá người ta thu thôi, chứ em cũng phải thu cái tờ đấy em giả cho bưu tá thôi. Chứ cái đấy là đơn gì? Đơn cọc đúng không? Đơn cọc ấy. Đúng rồi, chị ạ. Chứ em còn bao nhiêu em giả lại cho khách. Nếu như shop khác, nếu mà cọc ví dụ cọc 100 ạ, các chị không lấy ạ, chị sẽ mất luôn cả 100.000 đấy. Nhưng mà em chỉ là gọi là giả tiền ship cho bưu tá. Còn bao nhiêu ạ, thừa khách hàng em giả lại cho chị. Áo nắng ngắn em còn chị ơi. Áo nắng ngắn nhà em còn. Lên đồ bộ đi rồi ok. Tự dưng mà comment mất hứng like quá. Áo em mặc là mã gì ta? À 338 đúng không? Thôi lên mã phông. Lên phông đẹp đẹp giải vía đi. Cho em một mã phông xinh xinh như nào. Nguyễn Sao Hương ơi, chị đọc tên em rồi đấy. Nhân viên ghi tên chốt cho em rồi. Nhá, ngày mai Huyền nó gửi cho. Kìa. Cái mẫu phông đấy đấy, hôm nay em về một cái mẫu xinh cực kỳ luôn. Nó có 3 màu. Giúp cho em size M đây. ML hay size đúng không? 759 em còn chị Hạnh Nguyễn ơi. 759 em còn nhá. Đây các bác nhìn hàng này. Tiếp các chị một con phông ạ, xịn sò luôn. Một con áo phông xịn sò luôn. Em mặc các chị màu này cho nó lạ này. Màu này em gọi là màu cam đào ấy chị nhá. Màu cam đào. Các bác lên mã hàng cho em là mã này là mã gì nhỉ? Lên mã mới cho họ nó khoảng nào. Lên mã. Mã gì? Em nghĩ chị một mã áo đá nào cún ơi. À quên áo phông đi. Các chị comment của em là mã phông xịn 1 nhá. Phông xịn 1 kèm số điện thoại ạ. Các chị ơi, mẫu này em sẽ có là hai size là size M với size L. Hai size là size M với size L. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Sao đấy Huyền? Có khách thì có khách còn nhầm em với shop khác. Xong là đặt hàng shop khác người ta không giả tiền như nào ấy. Xong là quay sang chỉ shop em. Xong là đến khi mà đến khi thì hỏi ra thì bảo là cái shop Loan ở Hà Nội. Em cứ là shop nào shop ở Hà Nội. Nhưng mà tự dưng lại nhầm sang shop em. Xong là chửi nhân viên nhà em như đúng rồi ấy.
người còn mua thì không được, đã thế lại còn bom tranh nhau mà không được đấy chị ơi, khổ lắm đấy chị ạ. Ôi dồi ôi, cái màu này đẹp quá này. Các chị ơi, các chị ơi, màu này xinh quá. Mã này các chị coi là phông xịn một cho em. ML 2 size ạ, ML 2 size, màu em mặc màu cam đào màu mới đấy chị này, màu mới cho em ạ. Xịn đét đẹp, đẹp luôn. Các chị nhìn tem mác của nó cho em luôn nhá. Em nó có trắng này, cam đào với tông màu hồng à, màu đỏ, ba màu ạ. Mã hàng cho là phông xịn một ạ. Em chốt đơn các chị từ khoảng là 40 cân đến tầm khoảng 60 cân nhá. À đâu, 45 cân đi, 45 cân đổ lên ạ. 45 cân đổ lên đến tầm khoảng 60 62 cân đổ về ạ. Cô nhận hàng lúc nào cũng ok, cháu cảm ơn cô. Đây các chị này. Trời ơi nó đỉnh dã man luôn. Được chưa ạ? Mã này nhá. Xin phép các chị ạ, em tặng các chị 159 đồng một áo. 159 đồng nhưng mã này có cực ít thôi các chị ạ. Mã hàng phông xịn một cho em. Size M các chị tầm 45 cân đến tầm 55 cân. 45 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn. Các chị nhìn cho em màu cam, cam của nó cam đào nhá. Sơ mi em rất nhiều luôn chị Thúy Hồng ơi. Sơ mi nhiều lắm. Phông xịn một cho em màu trắng này. Phông xịn một cho em ạ, đến tầm 62 cân thôi chị ơi. 62 cân đổ về thôi. 62 cân đổ về em chốt đơn. Muốn mua mà không được đấy đấy chị ơi. Em không hiểu ấy, không hiểu. Gọi điện không nghe, bảo cho số điện thoại đấy không cho. Không biết là số nào em. Bảo cho số có cho đâu. Đồ thôi em, nói chung là cứ ai lên nói like mà nói thế này thì em bực lắm. Đời em chưa bao giờ ăn không của ai 1.000 đâu ạ. Các chị này, phông xịn một cho em màu đỏ nhá. Cổ kẻ Burberry cho em ạ. Cổ kẻ của Burberry cho em, các chị nhìn hàng này. Mã hàng chuẩn chưa là phông xịn một kèm theo số điện thoại. Không lấy size cho người trên 60 cân là tí em sẽ có size các chị trên 60 cân. À mua hàng em Loan là toàn nhiều hàng xóm lấy hộ không cần kiểm tra em. Cảm ơn chị Phương Thu nhá. Chị đen màu áo sơ mi ạ, đợi chị tí chị đen luôn. Mã hàng cho là phông xịn một ạ. Phông xịn một cho em màu trắng này, phông xịn một cho em màu đỏ này. Phông xịn một cho em ạ, tông màu cam kèm số điện thoại ạ. 100% là chất cốt tông. Em tặng các chị 159.000 đồng một áo. 159.000 đồng một áo các chị lên đơn hàng và kèm cho số điện thoại ạ. À, em cảm ơn chị yêu nhá. Mua hàng là Loan lại không muốn theo dõi sót nào nữa. Em cảm ơn chị ạ. Chị Ngọc Tuyết có ạ, chị Ngọc Linh Trần có đơn. Cam đào size L 60 cân mặc vừa đẹp luôn. Em mặc size M ấy chị này. Em mặc size M cái chất này nó co giãn. Đấy chị ạ, chất này nó sẽ co giãn luôn ạ. Chị Diệu Hoa có ạ, chị Hoa tỉ muội rồi ok. Mã lên đơn cộng số điện thoại đơn không? Có. Không chị ơi, em không bán đồ đôi, không bán đồ nam đâu ạ, nhé chị bán chuyên đồ nữ thôi. Nghe thì chuyên đồ nữ thôi ạ. Mã hàng cộng số điện thoại cho em các chị nhá. ML 2 size ạ. Mã hàng cho là phông xịn một cho em ạ. Màu đỏ, màu cam đào và tông màu trắng. Đỏ cam đào màu trắng ạ. À, con lông 400 đẹp quá mà không được. Đúng rồi, mặc váy mặc khoác cái khoác lông đấy thì quá đỉnh luôn. Nhưng mà em có đúng một chiếc đấy là hàng em bị bom về thôi. Chứ hàng đấy đợt trong năm ấy, gần Tết mà em nhập hàng cũng có. Thì ốt đỗ chuyên rồi ok, chị hàng ngô có này. Đơn hàng tối qua thì em đang chốt đơn, chị Bùi Mừng ơi, mình để điện thoại cho em sáng ngày mai nhân viên em gọi tiếp nhá. Còn đơn hàng của tối hôm qua thì bây giờ nhân viên em đang gọi chốt đơn cả tối này chị này. Chị Lily rồi ok, em chốt đơn ạ. Áo nắng à, chị ơi Trần Bình comment giúp em là áo nắng kèm số điện thoại cho em với ạ. Nào đưa cho em một cái mã áo phông điệu nào. Lên phông điệu nhá, xinh xinh nhá. Mã nào cũng được. Chắc em mặc size S. Phông điệu lại mặc cái váy đẹp này. Trời ơi các chị này, phông hàng Quảng Châu. Được rồi, các bác cho em xin nút thả tim với ạ. Cho em xin một nút thả tim các chị nhá. Lên mã hàng cho em là. Trời ơi con này không phải là phông, con này là sơ mi. Con này là sơ mi chị ơi. Không. Em mặc lên con màu hồng này cho các bác xem luôn. Mã này có 2 size là S, M. Có 2 size S, M. Chuẩn bị cho em cái bộ B15 nhé. Bộ B15 hôm nay về số lượng đủ màu đủ size luôn. Các chị này toàn bộ sơ mi tơ. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng sơ mi tơ của hàng Quảng Châu luôn. Toàn bộ sơ mi tơ hàng Quảng Châu. Các chị nhìn qua tem mác cho em với ạ. S, M 2 size. S, M 2 size ạ. Mà con này thì gọi là siêu mác luôn. Dạ. Cái gì chị? Đẹp hết nước chấm. Ôi con này xinh quá này các chị này.
đây sơ mi này, sơ mi lụa, à sơ mi tơ cho em. Chất nó mềm lắm mà nó nhẹ lắm các chị ạ, mặc mát. Được chưa ạ? Mặc mát tháng mồ hôi ạ, không bị bí, không bị nóng các chị nhá. Các chị lên mã này cho em là mã này là mã gì mình ơi? Cho em xin nút chia sẻ với ạ. Mã này em vừa mới về xong. Các chị này, em đang mặc là màu hồng nhá. Đây là màu nâu cho em này. Áo nắng là 300. Được chưa? Áo nắng ngắn là 300, nắng dài là 430. Chị ơi, lấy cho em cái móc ra nào. Cái Huyền làm cái gì đấy đây? Tôi không phải cha đâu. Không quan tâm em gì em ơi. Người ta đã không cho số rồi thôi. Mất thời gian. Chả hiểu kiểu gì luôn. Hả? Chắc rằng bọn nào ảo vẩn hơn tí mất. Số đấy à? Những người nó trang ở Quảng Nam. Đúng rồi, Quảng Nam lúc đấy chị cho số ở đây. Từ từ đã, áo em lên là mã gì đây? Con này xinh quá, để em lên dần dần nhé. Hả? Các chị con là sơ mi ạ, sơ mi lụa 1 cho em. À không phải, nó không phải chất lụa. Các chị con là mã đẹp 1 cho em đi. Được chưa ạ? Đẹp 1 và kèm số điện thoại ạ. Đẹp 1 và kèm theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng ạ. Có phải chị vừa comment ở trên live không? Bảo chị thế. Hỏi xem phải vừa comment trên live không? Ồ, các chị ơi ạ, áo đẹp thế em ạ, con này xịn đét luôn chị ạ. Mặc với lại chân váy này, thấy chưa ạ, mặc với lại là quần công sở này. Nói chung là mix với cái gì cũng đẹp luôn. Các chị ơi, chọn cho em ạ, tông màu hồng này, tông màu vàng này, tông màu trắng cho em ạ. Trời ơi, xinh quá. Đùa ấy, không thắt tụi em cái nơ, cứ chanh chanh chăm chăm ra đấy vào ấy làm cái gì. Đẹp 1 cho em ạ. Có 2 size SM, 45 cân các chị nhắc, 45 cân, tông khoảng 60, 60 cân độ về, 60-62 cân. Các chị đang mua ngoài hơn 400 nghìn cái sơ mi tơ của hàng Quảng Châu như này. Các chị nhắc. Các chị lên đơn hàng ạ. Thế không phải chị đấy à? Đây các bác ơi ạ. 299 nghìn một áo. Không phải à? Không phải. Thế thì chị nào? Không phải. Ừ. Có một chị vừa comment cũng tên như thế. Liệu có phải không? Chắc là trình lợn phải lắm. Không phải là chị có vấn đề gì với đơn hàng mà không, chị mua hàng vẫn đặt hàng bình thường mà. Thế là cái bà đấy là bà nào, để ngày mai kiểm tra lại xem là khách này có mua hàng nhà mình bao giờ không, lại vào gọi là phá đám. Số điện thoại có kiểm tra chỉ phá đám thôi. Đấy, bảo cho số điện thoại nhưng có cho thật. Đâu không cho số thật. Số này phạm vào con người ta cho ở Quảng Nam mà chị ở chị vẫn mua hàng bình thường mà. Chị ơi, 299 nhá, các chị chọn màu chọn size cho em. SM 2 size ạ các chị này, toàn bộ hàng cao cấp cho em ạ. Mã hàng lên đơn cho em là xịn 1 ạ. À quên, đẹp 1 cho em, màu hồng này. Đẹp 1 cho em ạ, màu nâu này. Đẹp 1 cho em ạ, tông màu trắng này. Đẹp 1 cho em tông màu vàng ạ, kèm theo số điện thoại cho em. Em tặng các chị 299 nghìn đồng ạ. Họ bảo là Loan ơi ạ, chuyến sau về nó tăng đấy. Đấy chứ ạ, nốt cho em được giá này thôi. Lần sau về nó sẽ tăng đấy. Em cứ bán giá cao lên, nhưng mà tụi em bảo là em cứ bán, em cứ nhập chuyến nào ạ, được giá đẹp em bán các chị chuyến đấy ạ. Sau tăng giá thì em nhập cao rồi giá em bán cao hơn. Nhưng ngày hôm nay em tặng các chị mình mức giá là 299 nghìn đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại, nó sẽ có 2 size SM. Các chị ơi, mặc những cái mẫu này ạ. Form dáng lên rất là trẻ trung luôn các chị yêu nhá. Em đang có hồng ạ. Hồng này, màu nâu này. Đó, màu gì ạ? Màu trắng cho em. Chất của nó sơ mi tơ, nó không dày như kiểu là chất thô các chị nhá. Nó mỏng thôi ạ, nó mỏng nhưng mà cái chất nó đẹp lắm. Đấy chứ ạ, hàng loại 1 cho em. Các chị nhìn cho em ạ, tem mác luôn của nó này. Tem mác luôn của nó cho em ạ. Lên mã hàng cho em là đẹp 1 ạ. SM 2 size các chị nhá. Dưới ạ, tầm 62 cân đổ về. Các chị tầm 45 cân đổ lên ạ. 45 đến 62 cân đổ về em chốt đơn. Màu vàng bên ngoài nó đẹp lắm các chị ạ. Màu vàng đậm đậm cho em. Các chị này, chọn mã cho em á. Áo hồng Loan mặc đẹp lắm chị ơi, màu nào cũng xinh. Em thề luôn ạ, em mặc màu nào lên các chị cũng phê luôn. Em mặc màu nào lên các chị mình cũng phê luôn. Các chị nhá. Đẹp 1 cho em ạ, chọn màu chọn size vừa. Em tặng các chị mình 299 nghìn đồng một áo. Số lượng có ít các chị ơi, tại vì những dòng này thì em gọi là em cứ đá đưa một chút, tại vì là em không cưỡng lại được cái màu, cái hàng của nó đẹp quá. Cái hàng của nó đẹp quá các chị ạ. Em thử các chị xem cái màu vàng luôn nhá. Thử các bác xem cái màu vàng luôn, màu nào mặc lên cũng xinh. Có cái mã nào mà có màu đỏ đỏ ấy? Đấy. Có mã nào hôm nay có màu đỏ thì đẹp lắm. Màu đỏ này đúng không? Đây về hoa. Xinh quá cái mẫu này. Chất nó cái nhẹ gọi là tinh tinh như này nhỉ? Nó là chất tơ. Thấy chưa? Nó là sơ mi tơ ạ. Lấy mẫu ra chị đi.
Chú ơi, cái màu vàng này nhá, nó không phải là bằng chanh đâu á. Nó không phải là bằng chanh nữa các bác ạ. Nó không phải là bằng chanh. Nó là vàng kiểu vàng vàng mơ à. Ừ, nó là vàng mơ các bác ạ. Đẹp quá này. À, phông Quảng Châu tí em lên nhá. Cái phông màu màu cam đào kia thì có size các chị tầm 62 cân đấy ạ. Còn mã này các chị có phải là đẹp một cho em. Đẹp một cho em màu vàng kèm theo số điện thoại cho là mình chốc đơn. Các chị này, tay của nó hơi bồng bồng một chút, tay của nó sẽ ren ren này cho em. Tay ren này, chất sơ mi tơ ạ, vàng hồng ok chị Đào Thúy này. Đồ bộ em rất nhiều luôn chị ạ. Đồ bộ nhiều lắm. Đẹp một các chị chọn màu chọn size vừa. Chị Lê Thị Thành Hằng ok này, chị Phúc Huynh rồi ok, chị Lan Nguyễn có ạ. Chị Bích Hồng có đơn hàng ạ. Chị ơi có SM đi nhá. Có SM 2 size, không có SL nữa ạ. Mã này không đánh size L, nó chỉ có 2 size là S và size M thôi ạ. SM 2 size lên mã hàng kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn. Màu nào cũng xinh luôn các chị này. Đó, toàn bộ hàng loại 1 các chị nhá. Về ạ, các chị ơi mặc nhẹ lắm mà nó mát. Trần Văn Đoàn ok, chị Thu Hương có đơn ạ. Em chào chị Dạng Lê nhá. Chị Dương Thị Hạnh ok, em chốt đơn hàng ạ. Đẹp một chọn màu chọn size. Đưa cho em màu nâu phát nào. Em mặc đủ màu tại màu này mới về ạ. Nhưng mà mỗi tội là không đặt được nhiều. Mã này cứ ra tí nào là cháy hàng mà. Cứ ra tí nào là cháy hàng con đấy luôn. Tí bên cái bác cái mã mà hạt ngọc ấy, cái mã hạt ngọc xinh lắm. Thằng đang lấy rất. Hôm nay em gửi ảnh cho nhân viên xem là các bạn ấy bảo là chị Loan ơi ạ, chị em lại hết tháng lương với chị mất thôi. Nghỉ à? Em chắc là em nghỉ làm thôi, hết tháng lương mất thôi ạ. Em đi làm em cứ thấy chị muốn lấy đồ về đẹp xong là em lại phải mất tiền em mua. Đến tháng lương em trả được đồng nào về. Con này mặc quần sóc chân váy, nói chung là mặc với cái gì đẹp, mỗi chân váy ôm với chân váy xòe đều xinh luôn. Các chị nhá, mã hàng cho em là đẹp một cho em ạ, màu nâu cộng số điện thoại ạ. Đẹp một cho em tông màu nâu và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 299.000 một áo á chị yêu nhá, hàng cao cấp cho em ạ. Những cái dòng này các chị mua ngoài toàn 400-500.000 một chiếc thôi. Toàn 400-500 một cái các chị yêu. Em tặng các chị mức giá là 299.000 một áo ạ. Chị Phong nhanh lên mã hàng cho em mới ạ. Chị Hằng Phùng có ạ, Mạnh Toan Nguyễn ok. Em qua mẫu chị nhá, các chị nhìn ạ, rõ mã giúp em với ạ. Mã đặt cho em là mã đẹp một ạ. Kèm theo số điện thoại ạ, SM 2 size. Chị Phương Nga có đơn hàng ạ. Đó là 299. Chị ơi, chị tên là gì đấy? Nào tiếp nào. Mã cổ ngọc kia đi. Em lên mã cổ ngọc cho nó khác khác nào, có màu đỏ ấy. Chiều có đơn đi chưa? Có 3 màu. Chiều có đơn có 3 màu. Không nữa cơ mà. À, có màu gì nữa mà. Không thì có 3 màu nhỉ? Nhưng mà... chiều chị có bỏ ra chỗ nào không? Không, chị bóc cũng đấy rồi. Chị Hằng ấy chiều tỉnh nào đấy? Chị Hải Dương có sợ đơn hàng đi rồi không? Em lên mã ngọc này cho các chị xem. Đấy chứ ạ, mã ngọc ngọc này các chị này. Lên mã hàng cho em là đẹp 2 nhá. Chị chưa gửi đâu đúng không? Mã cổ ngọc này sẽ là đẹp 2. Thì phải gửi lại thì mới đổi được chứ. Lấy size gì đây? S đây à? Còn cái gì? Em thấy chị toàn lấy size M ra chứ không phải size S đâu chị Hòa. Thì này là chị là size S này. À, em vẫn còn. 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 Cổ ngọc cho em này, em đang có là màu vàng này. Màu vàng ạ, à, màu nâu với tông màu trắng. Ba màu cho em mà có hai size là size S và size M ạ. Hai size là size S và size M, các chị lên hàng cho là đẹp hai kèm số điện thoại ạ. Vâng, các chị nhìn ngọc của nó luôn này. Toàn bộ những cái viên ngọc lại hoàn toàn nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là gì ạ? Gắn cho em rất là chắc luôn các chị nhá. Chị Nga Lương rồi ok, chốt đẹp một này. Mã này các chị coi là đẹp hai nhá các chị nhá. Đẹp hai lên số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. 299 ạ. 299 cho các chị mình tầm dưới 62 cân đổ về. Dưới 60 62 cân đổ về các chị tầm 45 cân đổ lên ạ. Ờ 299 em ơi đẹp hai. Lấy bộ ra chưa? Lên bộ đùi tối hôm qua em có lên rồi mà chị. Trời ơi chị ơi 67 cân thì không vừa rồi chị. Mã này chỉ có size các chị tầm 60 62 cân đổ lên thôi. À đổ lại thôi. Phông sọc đi em ạ, tím lên phông sọc sau chị nhá. Chị Phạm Tính rồi ok em chốt đơn ạ. Mã này các chị coi là đẹp hai. Cặp á, cặp gì chị? Đẹp hai cho em này, toàn bộ sơ mi tơ. Áo này không có dài tay ạ. Nó chỉ về ngắn tay thôi. Các chị nhá. Đẹp hai em nó có màu nâu của size M đấy ạ. Nâu của size M chất tơ cho em này. Chất tơ hàng Quảng Châu các chị nhá. Chất nó mát và nó nhẹ á. Đẹp hai chị Nguyễn Thị Mai Thúy ạ, chị Phương Mai Phương Nguyễn rồi ok, 40 cân thì không vừa ạ. 40 cân mặc rộng nhá. Em chưa đâu các chị phải tầm 45 46 cân đổ lên.
4516 cân đổ lên, tầm khoảng là 62 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Đẹp hai cách số điện thoại cho là mình lên đơn. Em thử các chị xem màu trắng luôn này, riêng màu nâu em đang có size M thôi. Còn màu trắng màu vàng em có SM. Con này có nhiều. Hả? Cường. Bắt cường ấy này. Cường cực xinh luôn. Lên cái phông như cái phông hôm nay về. Áo như em đang mặc áo ngực không có bán chị ơi, hết rồi. Nó là áo bra. Cái này các chị mặc với lại là cái áo dây trong nó sẽ đẹp hơn. Mặc cái áo dây bản to nó như hơi bị lộ một chút. Hôm trước đặt áo đá mà không đến gọi á. Chuẩn bị luôn mấy mã áo đá đi, ở trong đi kìa. Chị nào chốt màu trắng các chị lên đơn nhé. Em mặc cái áo bộ la. Nói chung là các chị mặc cái màu áo của bên trong nó sáng hơn, nó sẽ đẹp hơn. Em đang mặc cái màu đen bên trong nó hơi bị lộ một chút. Cái gì này, mã này các chị có mặc đẹp 2 nhé. Đẹp 2 lên số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho các chị mức giá là ngày hôm nay sẽ là 299.000 đồng cho là mã đẹp 2 ạ. Cô kế đặng rồi ok. Ba phông ạ, ba phông đá dồn đơn à. Bộ đợi em một chút nữa chị Hồng ơi. Bộ đợi em tí. Mã này các chị chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Đẹp 2 cộng số điện thoại cho là mình lên đơn ạ. 299.000 ạ. Cặp tóc nơ em còn chị ơi, 100.000 một cái. Chị Hoa Trang ok, chị Thúy Mai ok, em chốt đơn ạ. Không có màu đen chị ơi. Đen không có. Trong con này nó bị đứt mắt này này. Đây là cái nào bị đứt của em cả. Chị Minh Hà ok. Chị Phương Phạm lên số điện thoại chị ơi. Phương Phạm lên số điện thoại giúp em với ạ. Phong xịn một à rồi ok tình yêu. Khẩu trang em còn. Nào lấy em khẩu trang đi chị ơi. Để phông này là phông mã gì đây? Em lên áo phông đi các chị này. Áo phông này, áo phông này. Mẫu mẫu này về đủ màu size. Mã này là mã gì chị? Cái kìa, nó là mã trong trong gì? Nó là mã gì? PO PO2. PC. Mã này các chị coi là mã PC2 nhá. PC2 cộng số điện thoại ạ. Mấy size chị? 3 size. 3 size MLXL, trời ơi đủ size luôn. Đủ size luôn, các bác cho em xin nút chia sẻ với Q4 chưa về được hàng. Chị Yến Nguyễn ơi, đợt này đặt hàng nó lâu lắm, không có. Các chị chọn mã này cho em là mã PC2 nhá, đúng không? PC2 cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Đây chị này. Siêu đẹp luôn, một con áo không có cổ, hàng nắc đen, hàng Quảng Châu cho em. Đủ màu đủ size ạ, đủ màu đủ size ạ. Có áo lụa không ạ? Em có chị ơi, áo phông lụa em có. Các chị chọn cho em ạ, màu này. Màu em mặc là xanh lá chị nhá. Xanh lá này tông màu thứ hai sẽ là tông màu đỏ ạ. Tông màu thứ hai tông màu đỏ này. Đẹp chưa các bác ơi ạ, giấy chống ẩm cho em có hết. Đó, lên mã hàng cho em là PC2 cho em màu đỏ ạ. PC2 cho em ạ, tông màu trắng này. Ôi nó đẹp quá này các chị này. Mướt mượt mượt luôn, bác nào nhận được phông này thì em ạ, cho em xin một cái feedback rồi. Em xin một cái phản hồi lên mã PC2 cho em. Dưới 65 cân các chị mình thoải mái vừa. Đó, dưới 65 cân các chị mình thoải mái vừa cho em ạ. Chọn màu vàng này, vàng này em nói là vàng đậm các chị nhá. Vàng đậm cho em và tông màu đen. Về được đủ màu đủ size các bác mình ạ. Đơn tối qua nhà em vẫn đang chốt ạ. 66 cân mặc được chị ơi, tùy chiều cao nữa nhá. 100 ạ. 65.000 một áo. Hàng mắc đen. Để chị hàng Quảng Châu các chị nhìn hàng này. Chất này càng giật càng lì, không bị nhão. Các chị nhá, càng giật càng lì, không bị nhão ạ. Lấy cho em xin cái móc chị ơi. Ôi hàng nó vừa mới về đủ được size. Không phải như em là lẻ size, lẻ số còn mấy cái chị yêu nhá. Mã này các bác mua giá bên ngoài rất là cao luôn. Lên cho em là mã PC2 ạ, chọn màu chọn size vừa. Nồi chiên em ăn hết hàng rồi chị ơi. Nồi chiên ăn hết sạch rồi, chị Thúy Tiến giờ này có hàng đâu. Mã này cho em là mã PC2 ạ. PC đó là phông cổ ấy. Đấy, em đặt tắt là mã phông cổ ấy. PC2 cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Chọn cho em màu vàng này. Chất thì không che vào đâu được. Em cảm ơn chị, những cái dòng này em bán nó xuống lắm. Tại vì khách hàng nhận được cũng thích ấy. PC2 cho em. Chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Đủ size dưới 65 cân. Cái chị nhá, 65-66 cân ạ. À, thế là chị Tuấn Ti, em cảm ơn nhá. Hàng em mặt đẹp thế, nhìn mẫu nào cũng muốn mua. Em cảm ơn chị ạ. Chị Nguyễn Thu Trang có đơn hàng ạ. Phông giấy nhà em chưa về hàng chị ơi. Không giấy chưa ạ? Các chị chọn màu chọn size vừa cho em này. Tất cả em đã có 1, 2, 3, 4, 5 màu đúng không? Cái này không có hồng đất à? Không có hồng đất đâu. Hồng đất đâu, D1 có hồng đất. Rồi các chị ơi ạ, chọn màu chọn size vừa cho em. Em có 3 size là MLXL chị nhá. 3 size là MLXL, các chị lên đơn hàng kèm theo số điện thoại cho em ạ.
Bây giờ cái gì mà năm hết Tết đến nhỉ? Sao trời, mình cứ bị cái comment mà comment lô đề vào đây thế nhỉ? Mình làm con đi nhỉ? Mẫu này các chị mặc đồng phục rất là đẹp luôn. Thực sự các bác mặc đồng phục đẹp lắm luôn ý. Chị Vũ Huyền ok. Chị Hun Ken rồi ok. Chị chốt đơn. Chị Mến Hoàng có đơn hàng ạ. PC2 cho em nhá. Chị Hồng Luyện, Đinh Thị Luyện ok. Để chị Ngoan Thanh có ạ. Mã này chị nào mà ngày mai chị nào mà có lấy theo đồng phục ấy, các chị liên hệ luôn. Tại vì là hàng mới về nó sẽ có đủ size, nhưng mấy hôm nữa thì các chị bảo em ơi còn đủ size không thì chị lấy đồng phục là sẽ không còn nữa. Vì hàng này bây giờ hiện tại đang cháy hàng không có ấy các chị ạ. Giá bây giờ cứ lên vù vù luôn. Chị Đỗ Thủy có, chị Nguyễn Kim Anh ạ, chị Lily rồi ok, chị Nguyễn Thơm có đơn hàng ạ. PC2 các chị nhá, là mã phông cổ ấy. P chữ P với chữ C ấy. Đấy là phông cổ em viết tắt là mã PC ạ. Chị Nguyễn Xuân ạ, chị Quyên Vũ, chị Lan Nguyễn ok em chốt đơn hàng ạ. Xanh lá này, màu trắng này, tông màu đỏ cho em ạ, chất phông nó mát lạnh luôn ạ. Em còn chăn hè chị ơi, em còn nhá. Lấy cho em ít gối nè. Hôm qua nhá. Các chị ơi ạ, không phải là các chị hỏi mà nhà em bảo hết hàng đâu, mà thực sự luôn nhà em hết sạch. Chiều tối hôm nay nhà em về được hàng đấy. Cái gối kẻ ấy. Có chị bảo có chị có đặt mấy chục cái về để các chị bán lẻ mà nhà em còn không còn. Đợi em một tí lên gối sau nhá. Dạ, tại vì các chị ơi, tại vì là những cái mã gối là em bán toàn là bán vừa kỷ niệm các chị thôi. Thấy chưa? Bán kiểu lấy tương tác thôi. Chị Vương Vũ ạ, chị Vân Đặng có ạ. Chân váy á, em mặc là chân váy mà. Em mặc là chân váy chị ơi. Chân váy có. Chân váy em mặc các chị ơi là chân váy 1 nhá. Chân váy 1 là chất u mì cho em, chân váy này mặc được cả đông cả hè. Chị Tân Anh Phạm rồi ạ, chị Hồng Luyện, Đinh Thị ok, chị Lê Dung có ạ. Mã hàng PC2 ạ, đủ màu đủ size các chị mình ạ, lên màu lên size thoải mái cho em. 100 ạ, 65.000 đồng một áo ạ chị nhá, 165.000. Chị Vũ Thảo lên số điện thoại chị ơi. Toàn Đình của Chóp em cảm ơn chị Đinh, à Trần Thị Tị ạ, chị Bằng Lăng Tím rồi ok. PC, chị Nguyễn Đan comment chuẩn mã hàng cho em. Comment chuẩn mã hàng kèm theo số điện thoại cho mình chốt đơn ạ. Chân váy em mặc á, chân váy mặc là 125.000. Chị Lê Thành Hàng ơi, chị Hoàng Thám có, chị Nguyễn Hằng ok em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Yến có đơn ạ. Mã chuẩn lên đơn cộng số điện thoại ạ. PC2 165.000 đồng một áo ạ. Chốt cho cô Tứ 18 ông tiếng gọi ạ. Cô Ly Cam ơi, cô Ly Cam cho cháu xin lại số điện thoại của cô nhá. Thế thì chắc bị sót đơn đấy. Đặt lại cho cháu đi, cô có nhớ mã cô đặt lại cho cháu nhá. Chị Lan Lê có ạ, Nhung Phan Thị có, chị Siêm Lê rồi ok. Các chị cứ có khách còn làm đủ màu luôn ấy. Nhưng hiện tại nhà em đang còn 5 màu này cho em. Chất phông nó mát lạnh luôn ạ, mặc không bị nóng bị bí một chút nào luôn các chị nhá. Giặt càng lì, nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng trước cho em. Rồi hãng thanh toán. Đấy chưa ạ? Bở ra xem chất phông của nhà em nó có đẹp như trên live em quảng cáo hay không. XD tầm khoảng 65 cân đổ về chị ơi. Bình thường em chốt X các chị tầm 65 cân nhưng có thể nó sẽ dao động một chút là tầm khoảng 66 cân. Đấy nó quan trọng là phụ thuộc cả cái chiều cao của mình nữa. Phụ thuộc cả với chiều cao của mình nữa. Các chị nhá, lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho là mã PC2. PC2 ạ. Này chị ơi bỏ đấy này cho em coi. Nghe giọng live thích thế à. Trời ơi, giọng em nó đang bị khản tiếng đấy chị ạ. Đây gối này các chị này. Bác nào hôm trước chưa đặt được gối thì hôm nay nhanh nhá các chị nhá. Thật sự luôn bây giờ kiểu là thứ nhất ý, là các chị biết là giá này nó cứ tăng. Đấy chị ạ, đến xăng dầu nó còn tăng. Đấy, đến gói mì tôm ạ, nó còn tăng giá đúng không? Phải không mọi người? Mọi người mua thùng mì tôm nó tăng giá không? Có tăng giá không? Đến chai dầu ăn nó tăng giá. Tiền cước tăng giá vồ vèo luôn, em không dám nhập hàng luôn các bác ạ. Tại vì nhập về giá này em bán các chị là gọi là bán kỷ niệm giá tương tác thôi. Các chị nhá, các chị lên mã hàng cho là gối cộng số điện thoại là mình chốt đơn hàng. Nó là gối kẻ Muji. Đấy chứ ạ, gối kẻ Muji cho em ạ. Cái này là khi mà em đã thả cái túi, à quên, cái hút chân không ra nó sẽ phồng lên. Còn khi mà đóng hàng gửi cho khách thì nó sẽ hút chân không như này. Nó sẽ hút chân không mà. Các chị comment là chuẩn cho em là gối cộng số điện thoại ạ. Em tặng các chị mình ạ. Bình thường giá của nó sẽ là 85-95.000 một đôi. Các chị nhá, 85-95.000 một đôi ạ. Em xin phép ạ. Kỷ niệm các chị lấy kèm đơn nhá. 99.000 đồng hai đôi. Rồi ạ, đủ màu ok chị Mỹ Lê nhá. Mã hàng cho là gối, cách số điện thoại là mình lên đơn hàng. 99.000 đồng ạ, hai đôi gối. 99.000 đồng hai đôi gối cho em. Gối kẻ các chị nhá, gối kẻ cho em ạ các chị này. Nhớ ngày mai mình lấy kèm đơn hàng. Mình cái đôi gối nhà em là hơn 1 cân cơ. Để chạm mỗi đôi nhà em là hơn 1 cân các chị ạ. Nó không phải là loại gối mà rẻ rẻ mà mỏng mỏng đâu các chị nhá. Các chị nhìn hàng này. Đây là cái này là nó bị, có nghĩa là nó bị rách mất không khí ra. Để chạm nó sẽ bị không khí vào, nó sẽ hơi phồng một tí này. Còn cái mà nó hút hút chân không hết ý, thì nó sẽ xẹp hơn nữa, nó sẽ xẹp hơn nữa. Về các chị mình ạ, tháo ra một phát là nó có không khí phát nó phồng lên, nó phồng to lên ấy.
Các chị lên mã hàng cho là gối cộng số điện thoại là mình chốt đơn hàng ạ. Em tặng các chị mình là 99 nghìn đồng hai đôi nhé các chị nhé. Hai đôi tổng cộng là 4 cái. Hai đôi tổng cộng là 4 cái cho em. Chị Hoa cho em xin một mã hàng áo phông nữa đi. À, nhiều mẫu đẹp quá, kiểu nào cũng muốn mua. Em cảm ơn chị Nguyễn Duy Văn nhá. Chị Hiền, Nguyễn Thị Thanh, ok. Chị Đồng Phong Phong, ok, chốt đơn ạ. Trái tim trung tình, ok. Chị Bùi Huệ lên số điện thoại cho em đi. Đây chị này. Trời, mã này nó còn nhiều màu đẹp nữa cơ. Em bảo rồi ạ, kiểu gì vào like của em các chị không mua được cái nọ, các chị cũng mua được cái kia. Đấy chứ, không mua được cái này, kiểu gì cũng mua được cái kia. Tại vì là không thể nào các chị vào like của em các chị ra không được. Đấy, các chị lại vào like các chị đi ra mua được. À, nếu mà các chị mà có đơn hàng các chị lấy một đôi cũng được. Nếu mà chị nào không có đơn các chị lấy hai đôi nhá. Bé trèo cửa sổ đâu rồi ạ? À? À, em thấy nó thấy trên TikTok mà cưng quá. Trời ơi, nó ngủ mất rồi. Hôm nay nó lại ngủ sớm ạ. Nó mà nói, các bác mà nói chuyện với nó, nói chuyện cả ngày không hết chuyện luôn. Nói chuyện với con bé đêm cả ngày không hết chuyện luôn. Nó hài lắm. Nó kể chuyện ăn bún gãy răng. Nó ăn bún nó gãy răng mà nó kể. Nó gặp ai nó cũng kể. Mẹ cho nó ăn bún gãy răng. Mẹ nó bảo mẹ cho nó ăn bún nó gãy răng. Cái răng nó lung lay, nó ăn một miếng bún phát nó gãy răng, nó nhai trong mồm. Nó bảo mẹ ơi con gãy răng rồi. Thế mà gặp ai nó cũng bảo là mẹ cho nó ăn bún nó gãy răng. Thế mới đều chứ. Không biết là tát nó gãy răng. Đây các chị này. Ok, thì Kiên các chị cứ lên là gối kẻ cộng số điện thoại ạ, 99.000 đồng hai đôi ấy chị nhá. 99.000 hai đôi. Thế nhưng mà mình cứ mua về mình để thay đổi ấy. Các chị lên mã này cho em là mã này là mã bao nhiêu mình ơi? V3. V3 đúng không? Mã V3 cho em. Hôm nay có màu xanh lam có hàng không chị? Có. Em lên cái màu xanh lam mà riêng mẫu này hôm nay về màu xanh lam, còn các mẫu khác là không có chị nhá. Các mẫu khác nó sẽ không có màu xanh lam. Cái mẫu này nó sẽ có cả thêm màu xanh lam với lại tông màu gì nữa, màu vàng nữa sao đúng không? Đây ạ, xanh lam đây. Các chị lên mã này là mã V3 phải không chị ơi? V3, mã V3 cho em nhá. V3 rồi kèm theo số điện thoại ạ. Chân váy chị đang mặc là 125.000 em ơi. Mã này cho là mã V3 đủ size không chị Hoa? MLX đúng không? MLXL, tím lên cổ tròn sâu chị yêu ơi, chị Nga Nguyễn Thị nhá. Em tí lên cổ tròn sau. Em lên không có cổ đã. V3 65 cân đổ về các chị em mình thoải mái. Đấy chứ, em đang mặc là màu xanh này, xanh lam các chị này. Xanh này là xanh lam cho em. Toàn bộ hàng mắc đen, hàng Quảng Châu cho em ạ. Màu trắng này các chị này. V3 cho em màu trắng ạ. V3 cho em ạ, tông màu xanh lá này. V3 màu xanh lá này các chị này. Đấy, V3 cho em màu đỏ này. V3 cho em ạ, tông màu vàng. Và V3 màu đen, trời ơi có nhiều màu vậy. 6 màu liền các bác ạ. 6 màu cho em ạ, mã V3 cho em 100 ạ. 65.000 một áo. 165.000 đồng một áo. Các chị mình lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Em bảo chất phông này ạ, không mát em không lấy tiền luôn. Đấy, 100% của nó là cốt tông lạnh. Các chị nhá, chất cốt tông lạnh ạ. Sờ vào ạ, nó mướt tay. Đấy chứ ạ, và giặt nó lì các chị nhá. Nó không bị xù là thứ nhất này. Và nó không bị gọi là bị cắn cái đường chỉ ấy. Đó, các chị lên chuẩn cho em là V3. Cách số điện thoại ạ. Mã này là mã V3 chị. V3 cho em ạ. 165.000 đồng các chị nhắc mã V cho em. V3 kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Chọn màu chọn size vừa, dưới 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Các chị mình cứ dưới 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Lên chuẩn mã hàng kèm theo số điện thoại ạ. Chân váy dài em có nhưng mà chỉ có chân váy ren dài thôi chị ạ. Chị Thùy Kiên ok. Chị Lê Thành Hằng có ạ, chị Hứa Thị Oanh ok, chốt đơn ạ, chị Nguyễn Phương ok, lên đơn ạ, chị Phạm Liên có đơn hàng. Thế thì mọi người ơi, em tặng các chị thêm khẩu trang đấy nhá. Đấy đây, đấy chị thêm khẩu trang đi. Khẩu trang, nước giặt các kiểu luôn, giấy gấu đi. Để cho các bạn ngày mai ạ, kèm đơn tè tèn luôn cho em, chỉ có phí ship 3.000 các chị mua ạ, cả thế giới luôn. Các chị ạ, chất liệu này đẹp lắm, em cảm ơn ạ, em bán những cái chất này em tự tin cực kỳ luôn. Tại vì khách hàng nhận được hàng các chị còn mua thêm còn đủ màu luôn cơ, xong rồi các chị còn đặt đồng phục nữa các chị nhá. Mã hàng cho em là V3 cộng số điện thoại là mình chốt đơn hàng. Em mặc thử mặc màu trắng luôn, em thử mặc màu trắng luôn nhá. Dạ, dây gấu sáng nay hết hàng thì các bác đừng mắng em nhá, chiều nay mới về được thêm đấy. Sáng nay nhân viên là em nó không biết là hàng về, thế là nó báo là hết hàng, nó báo hết hàng khổ thân. Thế là sáng nay có khách còn phải hủy đơn của dây gấu ấy. Chị ơi, các chị không lấy cho em cái size M màu trắng. Cái này mà ở lấy cho em đi. Ở dưới bên hay ở bên phòng? Size
sai rồi. Trời ơi, lấy không để ý. Đây các chị chọn màu đỏ này, đỏ là đỏ đậm các chị nhá. Đây màu trắng đây. Đấy chị ạ, trắng này tất cả hàng gửi đi cho các bác này. Nguyên tệp luôn. Đó. Chị Phạm Thị Huệ, chị Minh Trung có, chị Vân Đặng ok. Các bác mua ngoài toàn 250-280 một cái, khẳng định luôn. Toàn 250-280 tại vì cái giá này nếu mà không nhập được lô thì giá rất là cao luôn. Chị Tuyết Lê có, chị Quyên ok, đủ size số chứ em không phải là còn một vài cái nó lẻ size đâu. Hàng mới nguyên tệp luôn, đủ size số á. Các chị chọn trên màu trắng này. Chọn trên mặt tông màu trắng kèm theo số điện thoại cho hay là mình chốt đơn hàng. Chất phông nó cứ mát lạnh luôn. Chân váy có quần bên trong, trời ơi đây. Trời ơi đây, chân váy có quần bên trong chứ. Cảm ơn tình yêu. Chị Nguyễn Thị Tự ạ, chị Hoa Trang lên số điện thoại chị ơi. Đơn hàng tối qua nhà em đang chốt đấy chị ơi. Chị Nguyễn Hương nhá, Nguyễn Hương Phương kìa. Chị Hương Mai rồi, ok. Chị Lê chị Quyên, à Lê Quyên Nguyễn có, chị Thúy á. Thúy gì ạ? Thúy Nguyễn có này, các chị lên mã hàng cho em rồi á. Mã này là 165.000 chị yêu ơi. Mã này của nó là hàng Quảng Châu nhá. Chất đồng mướt này các chị này, nhìn cho em ạ, toàn bộ dòng tem đôi. Dòng tem đôi cho em ạ, dòng mắc đen cho em như này ạ. Thị trường bán lại không dưới 250 các chị ạ. Đấy, trừ khi là cuối vụ ấy, như ví dụ như cuối vụ em còn sót một vài chiếc lẻ mẫu lẻ size em tổng hợp lại, em xả các chị giá lỗ là mức giá là hơn 100.000 một tí. Đấy, chứ còn giá này hiện tại ấy, là bây giờ em bán ra cho các chị ạ bằng giá, có khi là bằng giá khách sỉ nhập vào. Áo này chị đặt nhà em không được chốt mua shop khác 200.000 đấy ạ. Thế à, thế thì xin chúc mừng chị nhá. Thế thì hôm nay lại mua cho em đi. Nếu hôm trước không có thì mua shop khác 200 đúng không? Ok chưa? Nhà em bán tặng các chị 165.000. Ok chưa ạ? Chất như thế luôn. Các chị nhìn cho em dòng tem, các chị biết. Các chị ạ, nhìn dòng tem cho em ạ. Chị đặt, chị 3 ngày rồi không thấy điện chốt đâu, là chị Kim Túc Quân đặt lại hộ em đi. Đặt lại mã hàng cho em với nhá. Nhân viên em đi làm cũng gọi là gần gần như đông đủ đấy. Chị Cao Thị Thu ạ, cho lẽ là cái tốc độ chốt đơn nó sẽ nhanh hơn. Chị Cao Thị Thu nhá. Ok chưa ạ? Cho chị hỏi bao nhiêu một chiếc, chị Tuyết Trần ấy, áo này là 165.000 chị ạ. Đủ size số là MLXL. Chị Vũ Thảo ok em chốt ạ, chị Phạm Tự Huệ có đơn hàng. Xanh lá, xanh lam, đây là xanh lá cho em, đây là xanh lam này. Xanh lam của nó là một xanh đậm nhá. Chân váy mặc là 125.000. Em bao nhiêu cân ạ? Em là 53 cân, em cao 1m58, hiện tại vẫn mặc vừa size M chị nhá. Em mặc gần 1m58 thôi. Em vẫn đang mặc size M được. Đó, hiện tại vẫn đang mặc size M, chất phông nó sướng lắm. Em có nghĩa là không biết bán là bao nhiêu cái nghìn áo phông này rồi mà khách hàng vẫn cứ thích. Đấy, về cứ về tái về lui ạ. Về gọi là bao nhiêu chuyến rồi ạ, vẫn những cái mẫu mã như thế này. Để cái chất nó sướng mà khách hàng đã mua rồi lại mua, quay lại mua tiếp cho nó đủ màu với chị. Thấy chưa? Quay lại còn mua đủ 7 màu luôn. Nhưng mã này hôm nay về được 6 màu đúng không? Thiếu màu hồng đất là đang hết. Treo lên cho em cái. Đây các bác này. Lên cho em là khẩu trang nhá. Được chưa? Khẩu trang kia em tặng cho chị mình ạ. Em xin phép là trợ giá. Khẩu trang hiện tại bây giờ là giá này em trợ giá khách hàng. Lên mã sản phẩm cho em là khẩu trang kèm số điện thoại. Một thùng em sẽ là 300 cái, một thùng 300 chiếc. Khẩu trang cá cho em như này, các chị lên đơn hàng cho là khẩu trang ạ, cách số điện thoại cho em mình chốt đơn. Đây các chị này. Ơ cái này là gói em đang bóc rồi, đang dùng phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái gói này là em đang dùng rồi. Còn V1 không á, V1 là cái gì nhỉ? Khẩu trang cá cho em ạ, các chị lên mã sản phẩm cho là khẩu trang. Em kỷ niệm các chị cả thùng luôn. Cả thùng luôn ạ. Có phông cổ màu đỏ, đỏ đô không em á? Đỏ đô không chị ạ? Lên mã hàng cho là khẩu trang ạ, cộng theo số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. À, quần áo nhà em đẹp thật ạ, xem đã mắt vô cùng, em cảm ơn chị ạ. Tại vì nhà em lúc nào có mẫu mới cho các chị mình. Lúc nào có mẫu mới luôn. Lên mã sản phẩm cho là khẩu trang nhé. Thùng hẳn 300 cái. Ok chị ạ, 30 gói này. 30 gói mỗi một, một gói bên trong nó sẽ có 10 chiếc. Được chưa ạ, em xin phép kỷ niệm các chị mình ạ. Trợ giá khách hàng nhé. Chị ơi, mua lẻ làm gì? Mua lẻ làm gì ạ chị? Mình mua cả thùng. Mình mua cả thùng về dùng. Nó cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu chị ạ. Không đáng bao nhiêu tiền nếu mà để mà chị mình đi mua lẻ giá rất là cao. Đó, mua ngoại trường làm gì có cái giá. Cái giá mà bao nhiêu? Mình đang mua lẻ là 20.000 một gói à? 20, 15.000. Em cứ cho nhẹ nhàng nhất là 15.000 một gói đi. Thân lắm. Ừ, đây là thân thiết lắm, quen biết lắm đúng không? Là 15.000 một gói. 15.000 ạ, nhân với lại là 30 gói. 300 cái. Xem nào, 30 gói là 450 đúng không? 450 một thùng. Em tặng các chị mình ạ, 199.000 đồng một thùng. 300 cái. Hàng KF94, 4 lớp kháng khuẩn. Các chị nhá.
4 lớp kháng khuẩn em xin phép kỷ niệm các chị mình ạ. 199.000 đồng cho một thùng khẩu trang 300 cái. Thế thì mua lẻ làm cái gì đúng không? Mình mua về mình chia nhau cho nó rẻ. Mua về chia nhau cho rẻ. Đấy, chị bằng cái áo, chị bằng mình mua cái áo mà mình mua cái này gọi là thiết thực nhất. Các chị nhá, lên mã sản phẩm cho em là khẩu trang kèm số điện thoại, cho em là mình chốt đơn hàng ạ. Một thùng 300 chiếc. Một thùng 300 chiếc khẩu trang như em đang đeo các chị này. Nhanh mình có, đấy chưa ạ? Giá này là em trợ giá khách hàng đấy, em không bán đắt cho các chị đâu mà lo. Giá này chỉ có rẻ trở lên thôi. Chỉ có rẻ trở lên thôi. 300 cái ạ, 199.000 đồng ạ. Em xin phép kỷ niệm khách hàng ạ. Mã này là giá em trợ giá khách hàng các chị nhá. Trợ giá khách hàng luôn một thùng 300 cái, 199 cho em. Lên mã hàng kèm cho số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Hôm nay về được có 200 thùng này các bác ạ. Về được có 200 thùng thôi. 215.000 là hôm khác chị ạ. Còn hôm nay giá khác. Chị ơi đừng so sánh với cái giá hôm trước. Hôm trước còn 235.000 cơ. Sau là giảm 215, bây giờ em tặng các chị 199. Các chị đừng so sánh với kể cả vừa hôm qua, các chị cũng đừng so sánh với so với giá hôm nay. Các chị ạ, em bán theo từng ngày. Để chạm lên xuống từng ngày, có thể ngày mai lại tăng giá. Đấy, các chị nào cứ vượt được, cứ xem được cái like nào mình chốt giá like đấy cho em, chứ đừng so sánh giá hôm trước với giá hôm nay, có thể ngày mai nó lại lên giá. Đấy các chị nhá, mình thông cảm cho em ạ. Mã hàng cho là khẩu trang ạ, 199 cộng số điện thoại ạ. Một thùng nhá các chị nhá, một thùng gần 300 chiếc ạ, nó là 30 gói. Một thùng 300 chiếc là 30 gói cho em. Lên mã hàng kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. Giấy gấu. Nào giấy gấu nào. Mình cứ gọi là trợ giá cho nhau ạ. Không bán đắt cho các chị, yên tâm luôn. Giá này thì ai chơi được đúng không? Hôm trước thì mình so sánh làm gì? Hôm qua đấy bây giờ đã rẻ rồi ạ. Bây giờ đã rẻ rồi. Đấy mình cứ gọi là lấy kèm đơn hàng. Mình lấy kèm đơn hàng. Các chị nhá, lên mã này cho em là giấy gấu ạ. Giấy gấu trúc kèm số điện thoại. À đây đây, ở ngoài này có này. Thế chạy giấy gấu trúc và kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn. Một thùng như em là 30 gói đúng không? Một thùng 30 gói này. 3 5 10 30 gói. Ừ, một thùng 30 gói. Các chị nhá. Các chị lên. Chưa thấy về hàng á. Trời ơi, chị ơi. Giá này em bán em không có lời lãi gì nhiều đâu. Em được các chị có 5.000 một thùng thôi. Em được lãi các chị 5.000 một thùng thôi chị gái mình ạ. À. Cho nên là mình đừng so sánh giá hôm trước nhá. Hôm trước em bán được 215.000. Em còn có lời một tí. Bây giờ em được lãi các chị đúng 5.000 một thùng. Không lãi nhiều. Giá này em trợ giá. Về các chị lấy về các chị bán lẻ cũng được. Về bán lẻ em có lãi. Để dẫn như chị nào đang bán gọi là bán tạp hóa, mình để mình bán lẻ, mua cái cả thùng mình bán lẻ. Đấy. Có 200.000 một thùng đúng không ạ? 199 một thùng khẩu trang. Trời ơi cũng thế chị ơi, chẳng qua đợt này em giảm giá cho khách nốt. Em giảm giá cho khách chẳng lẽ em coi như là em tri ân đúng không ạ? Các chị này. Lên cho là mã sản phẩm như là giấy gấu á. Lấy giấy gấu trúc cho em các chị nhá. Giấy gấu trúc cho em ạ. Một thùng là 30 gói các chị này. Một thùng 30 gói ạ. Lên mã sản phẩm cho em là giấy gấu kèm theo số điện thoại ạ. Em tặng các chị mình ạ 99.000 đồng cho em một thùng 30 gói. 99.000 đồng cho em một thùng giấy gấu 30 gói cho em ạ. Cái này nó sẽ là siêu dai. Không có chất tẩy trắng. Được chưa ạ? Không có chất tẩy trắng cho em ạ. Lên mã sản phẩm cho em là giấy gấu trúc kèm theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Ok chưa ạ? Giấy gấu cho em một thùng 99.000 một thùng cho em. Em tặng các chị 99.000 một thùng. Ok chưa ạ? 99.000 một thùng giấy gấu cho em ạ. Giấy lau bếp em không chị ơi. Em còn giấy ướt thôi. Còn giấy ướt chứ không còn giấy lau bếp. À thế ạ? Mong em quá cơ à? Chị Tân Hiệp, ok chị Liên Nguyễn ạ. Mã này các chị coi là giấy gấu cho em nhé. Một thùng 30 gói. Một thùng 30 gói các chị lấy đấy cả thùng về nhà mình dùng dần. Đỡ phải đi mua lẻ. Đỡ phải mua lẻ làm gì? Mình đằng nào nhà mình cũng dùng. Mình mua cả thùng cho rẻ. Các chị nhá. Ôi rồi em không có thời gian luôn chị Dương Thu ơi. Đây này. Tại vì chỗ em nó đang dịch ấy, chỗ em đang dịch em không đi ra khỏi nhà luôn. Đấy, em không đi ra khỏi nhà luôn các chị móng tay em này. Đấy, tiệm gọi là quán tóc đóng cửa nhá, quán làm nai móng cũng đóng cửa hết chị ạ. À. Em có nghĩa là em không đi ra đến ngoài đường. Em cứ ở trong nhà thôi. Chỗ em nó dịch ở chỗ khu em ở ấy, dịch dã căng thẳng lắm. Tóc có nghĩa là tự gội tại nhà. Đấy chị ạ, à, chồng mông lên gội. Móng tay thì gãy cái cụt. Được chưa ạ? Cái gãy cái cụt luôn. Lông mày thì không cạo. Đấy em mình kệ thôi chị ạ, kệ thôi. Nói chung là an toàn cho mình nhất có thể luôn. Đấy để phục vụ các chị. Mã sản phẩm cho là giấy gấu chị nhá. Giấy gấu cho là 99 một thùng ạ, một thùng 30 gói. 99 đồng một thùng 30 gói, lấy cho em áo nữa đi. Em
bảo rồi, có bán được cho các chị cái gì đắt đâu, từ quần áo đến đồ gia dụng, từ quần áo đến đồ gia dụng luôn. Lên áo phông cổ tròn đi chị ơi, lên mấy mẹ áo phông cổ tròn cờ lớp tốt nhá. Đồ nóng cái này chỉ có cờ lớp tốt cổ tròn cho xinh đúng không ạ, mặc nó mát. Các chị ơi, đằng nào cũng thế, mình mua cả thùng về đằng nào nhà mình chẳng phải dùng, hiểu chưa? Ăn uống các thứ rồi là mình phải có cái giấy ăn đúng không ạ? Thì mình dùng cái giấy giấu cho em cho nó an toàn, nó không có chất tẩy, không có chất tẩy trắng. Giấy gấu em ơi, ok, 99 một thùng. Đâu có cái như kiểu cái đèn nào, cái đèn gì nhỉ, cái đèn cái không không không, cái lồng à quên, không phải, biết rồi, biết cái đấy rồi. Nó như kiểu cái đèn chùm ấy. Ok chị Lê Lợi nhá, chị Nguyễn Kế Thương, ok chị Hải Yến ơi, cho em số điện thoại đi. Con này, con đấy, má gì đấy, ta đi lấy. Cái này thôi không phải lấy đâu, mày lấy cái đèn chùm đi. Nó nhiều mẫu này, mấy size ấy? Cái này có mấy size vậy? MLX đúng không? Ừ, MLX. MLX là đủ size, phông crop top cho em. Phông crop top cho em, các chị nhìn hàng này. Lên mã hàng cho em là mã này là mã gì đấy? Không sao là mẫu gì đấy? Không sao là mã gì? Hiếu màu vàng. Đúng không? Thôi nhấc luôn xuống đây đi Huyền ơi. Mất mã rồi. Thì nhấc hết xuống đây cho chị để chị kiểm tra cái mã hàng luôn đi. Xét chị mặc áo phông là 165, chân váy là 125.000. Đây các chị nhá. Lên mã hàng cho em là mã gì chị Hoa ơi? Mã đẹp 3 cho em. Mã phông này comment là mã đẹp 3 nhá, có XL không mọi người? ML à? ML hay size? 40 cân đến 60 cân ạ. Đủ màu đủ size từ 40-60 cân. Kệ điện thoại em còn 25.000 một cái, chị Thùy Kiên ơi. Kệ điện thoại là 25.000 một cái chị này. Đấy. Có chị nhưng bỗng buồn thì chị lấy mấy chục cái liền. Cái thì chắc là chị về chị bán lẻ hay sao ấy. Chắc chị về chị bán lẻ, chị lấy mấy chục cái hôm nay. Nửa thùng giấy gấu thôi, lấy cả thùng đi, có 100.000 một thùng đáng bao nhiêu đó chị ỉ. Đằng nào nhà mình nhỏ dùng. Nhà em không tách được thùng nửa thùng đâu chị ạ. Không tách nửa thùng đâu, mình lấy cả thùng cho em đi. Nhá. Mã này các chị comment là mã gì ạ? Đẹp ba cho em màu trắng này, màu trắng ạ, màu nâu cho em nhá, màu trắng màu nâu này, màu xanh là xanh rêu, màu xanh này màu xanh rêu cho em ạ, màu xanh rêu này, tông màu này là tông màu xanh lá đó, tông màu xanh lá cho em. Hàng của nó toàn bộ là hàng thêu ấy chị nhá, hình thêu hết cho em ạ. Mã hàng cộng số điện thoại ạ, dưới 60 cân em chốt đơn. Các chị này màu đen này và màu đỏ ạ. Mã hàng V3 em tặng các chị ạ, 139.000 một áo ạ, dưới 60 cân nhá, 40 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. Các chị này phông của nó, chất của nó chất cốt tông lạnh ý, rất là đẹp luôn. Chất của nó như kiểu là cái hàng phông ống cổ mà em vừa mặc lên ý, toàn bộ nó cùng một hãng luôn này, nó sẽ cùng một hãng luôn. Mã hàng lên cho em là V3 kèm theo số điện thoại. Khẩu trang là 200.000 một thùng, giấy gấu là 100.000 một thùng chị nhá. Chị Kim Phượng, à chị Hạ Hào Vũ nhá. Mã này chính là mã V3. Chọn màu chọn à đẹp 3 em nhầm. Đẹp 3 cho em. Đẹp 3 kèm số điện thoại cho em, màu xanh này, xanh lá này. À, xanh lá cho em, màu trắng này, màu đỏ này. Đấy, đỏ nó đỏ đậm bên ngoài, đỏ đậm chị nhá. Đẹp 3 cho em ạ, màu đen. Đó. Đẹp 3 cho em ạ, tông màu xanh rêu này. Đẹp 3 cho em tông màu nâu. Kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng 139 một áo. Các chị ơi, 139 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho là mình chốt ạ. Giá đẹp, chất đẹp luôn ạ. Ok chị luôn. Đó, mình cứ chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Chị Thủy, Nguyễn Thị có này, chị Quỳnh Anh ok này. À, phông này xịn lắm chị Nguyễn Phúc ạ. Nhưng mà mỗi tội những em không còn size to nữa chị, em chỉ còn size nhỏ thôi ạ. Chị Vũ Dung ạ, chị Quý Hiền có, chị Ngọc Tuyết ok. Các chị lên mã hàng kèm với số điện thoại cho là mã đẹp 3. Mẫu này các chị mặc rất là xinh luôn, nó không dài quá, không ngắn quá. Chị Hồ Tám Tuyết Trinh ạ, Phùng Thị La có đơn hàng, Nguyễn Huyền ok. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại trên là mã đẹp 3 chị nhá. Chị Linh Lê rồi ok, chốt đơn hàng ạ. Chị Phạm Ánh có này, eo đỏ đen xanh lá. Dòng này các chị mặc không biết chán luôn. Thực sự luôn, các bác mặc không biết chán luôn. Thì dòng này dòng kiểu dòng phổ thông ấy, ai cũng mặc được. Chị ơi nó không có XL đâu, mã này em chỉ còn size M và size L thôi. Chị Ngoan Thanh, chị Phạm Ánh có nhá. Chị Nguyễn Thị Nguyệt có, chị Luyến Vũ này, chị Nguyễn Huyền có này, giấy gấu một thùng ok chị luôn. Đây xanh lá, nhà em vẫn đang chốt đơn tối hôm qua chị ạ. Đẹp 3 màu đỏ này, hình ngôi sao thêu. Chị hình ngôi sao tất cả là thêu hết trên áo chứ không phải là chữ in hay chữ dán các bác nhé. Chị hình chữ thêu hết cho em.
đẹp ba kèm số điện thoại ạ. Chọn màu, chọn size vừa, để chạm màu đen này. Đó, chọn cho em màu xanh rêu. Chọn cho em ạ, màu này là màu nâu ấy chị nhá, màu nâu cho em. Chọn màu, chọn size vừa thoải mái, dưới 60 cân. 40 cân đến 60 cân đổ về ạ. Chị Tiêu xanh, chị Hồng Lê, Bạch Tuyết, ok, ừ. Chốt đơn ạ. Nào qua mẫu nào mọi người ơi. Rồi, em lên sơ mi nhá. Lên có một con sơ mi kẻ này. Đẹp lắm, mẫu này mới về. Mẫu này mới về, xinh dã man luôn. Mai đẹp 4 cho em. Để chị ạ, đẹp 4 ạ. Lên số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Trời ơi, một con sơ mi dài tay. Một con sơ mi dài tay. Mã này có đủ size SML. Nó còn sốt không? Chẳng Minh đâu. An về chưa? Anh An còn đưa cái gì cho con nước sâm thì nó cảm nhận. Nó sốt cao không? Mua cái viên thuốc đút cho nó. Để sẵn ở trong tủ, nó sốt cao quá. Đây nhá, để buông này. Các chị mặc với lại quần công sở đẹp lắm. Mã này các chị mặc quần công sở đẹp dã man luôn. Mã này các chị có vẻ đẹp 4 nhá. Chị Vũ Nga à? Thế thì quá tam ba bận nhá, thử đặt lần này nữa xem có được không. Em cũng hiểu sao luôn, các bác cứ bảo là không đặt hàng được nhở. Chị đặt lại đi, đặt lại tối hôm nay cho em xem có được không. Nó không ấy ghi bóng nhá. Hả? Nay không chơi bóng, chiều nay nó ấy thỏ cái tằm nó là chạy như quậy, thỏ cái bóng. Cũng chẳng biết được chứ, con bóng em cũng tiếp xúc với người nọ người kia suốt đấy con sao. Tùy chứ, nó trời ơi, con này màu nó xinh chưa? Mỗi màu thôi. Một màu lên một màu cho xinh, trời ơi. Các chị ơi, cho em xin nút thả tim rồi. Con này siêu xuất sắc luôn ạ. Chị vô duyên nhỉ, em không biết được, chị Vũ Nga đặt lại cho em đi. Món này đây cho đẹp 4 ạ, kèm số điện thoại ạ. Dưới 60 cân các chị nhá, 42 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Chất giãn nhẹ đấy chị ạ, chất nó sẽ hơi giãn nhẹ thôi, nó không giãn nhiều. Đó. Các chị lên mã hàng cho em là đẹp 4 cộng số điện thoại ạ. 219.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 219.000 đồng cho em một áo ạ. Lên đơn hàng cho là đẹp 4 cộng số điện thoại ạ. Các chị nhìn cái màu của nó này siêu sang luôn. Các chị ạ, màu siêu đẹp luôn ý. Thích quá cái màu này này. Em ưng, có nghĩa là gửi ảnh phát là em phải chốt luôn, chốt nhanh. Chốt luôn chứ em không hết. Tại vì đợt này không có vải, không có vải may, không có hàng. Bộ B16 em còn, chị Nguyễn Bắc ơi, B16, B15 ạ, tất cả các mã bộ như em về bù sai số hết. Chị Hồng Lê rồi, ok, chốt đơn ạ. Mã hàng đẹp 4 ạ, cộng số điện thoại em có SML3 size. Đơn tối qua nhà em vẫn đang chốt, chị yêu ơi. Đơn tối qua nhà em vẫn đang chốt đơn nhá. Các chị nhìn màu của nó luôn này. Con này các chị mặc cái quần công sở cũng xinh. Mặc cái chân váy cũng đẹp luôn ạ, đẹp quá các chị. Xáo thôn rồi, ok, tình yêu. Chị Đặng Tịnh có ạ, chị Đặng Xuân này. Chị ơi, chị comment mã hàng cho em đi ạ. Chị Phạm Bé lên số điện thoại nhá. Mã chứ là đẹp 4 ạ, 219.000. Đẹp 4 cho em 219 ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại. Chất này nó không phải là cái chất thô nhăn nhá chị nhá. Không phải chất thô nhăn đâu. Nhìn cái vải may nó đẹp quá này các chị này. Đường kim một chỉ sắc nét. Tại vì hàng này toàn bộ là hàng đặt. Các chị ạ, hàng đặt cho em đặt may. Đó, chị Nga Nguyễn Thị có, chị Nguyễn Hoa, chị Đỗ Phương, ok, mã đẹp 4 cho em. Đẹp 4 ạ, một con sơ mi kẻ ấy. Một con sơ mi kẻ cho em rất là xinh luôn ạ. Đẹp 4 cách tối thoại cho là mình chốt đơn hàng. Tiếp em qua mẫu nhá. Áo đá đi em à, đợi em tí. Chị tin tũn rồi, ok chị ạ. Chị Nguyễn Nhung, ok em chốt đơn. Chị ơi, nó không chưa có size XL, chị mới ra SML thôi. Các chị mình dưới 60 cân mình chốt nhá. Chị Nguyễn Hoa có, chị Phạm Bé rồi có này, chị Khai Hoàn, ok em chốt đơn. Mã hàng cho là đẹp 4 cộng cho số điện thoại là mình lên đơn hàng. Tiếp theo một dáng crop top nữa, tí em lên bộ sau. Bộ nhiều mẫu đẹp lắm. Nhưng mà em lên các mẫu phông trước ấy. Kể vì những cái mẫu này thì thay nó nhanh ấy, còn mẫu bộ tí em sẽ lên sau. Chị Hồ Thị Dung Dung, ok, chị Huyền Trang ạ, chị Nguyễn Thanh, ok em chốt đơn ạ. Đẹp 4 cộng số điện thoại ạ, mình lên đơn hàng. Cái mã D1 này mình vẫn đang chốt đúng không? Đẹp 4 ạ, có màu trắng không à chị ơi? Thế thì em có một mã màu trắng này này. Có một mã màu trắng nó sẽ là phối kẻ ấy. Cũng cùng nói chung là cái dòng này cũng đẹp. Đây,
này màu trắng thôi. B15 đi em à? Rồi ok chị. Các chị cứ đợi em một tí. Một con sơ mi trắng dài tay. Các chị mã này các chị coi là sơ mi trắng cho em. Này nó có cả con này này, có cho vào không? Không, nó có mỗi cái đấy nó lẫn vào thôi. Rồi các bác ơi, các chị nhìn cho em này, hàng may của nó này. Thấy chưa? May của nó rất là kỹ luôn các chị nhá. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là sơ mi trắng á. Sơ mi trắng lên số điện thoại là mình chốt đơn. Chị đặt bộ không thấy em chốt là chị Phùng Phi ơi, nhà em vẫn đang chốt đơn tối hôm qua đấy chị ạ. À. Em cũng bảo các chị rồi mà. Là làm một like nhà em có thể chốt trong vòng 2 ngày đấy. Đẹp ba con sứa. Trên gì ạ? Chốt luôn à? Đâu đẹp ba. Khách hàng đấy, khách hàng đang điện đến để chốt trước này, chị sợ hết hàng. Ba ở đây mà, đây đây. Mày người chơi đồ xong rồi đi hả? Chơi đồ trên con bé. Trời ơi. Đâu? Trên. À đây. Em ơi, lúc nãy em chơi đồ gì đấy? Chơi đồ gì? Chơi chơi loại gì đây? Chơi loại gì cho mà tao bảo là tao trai này nhỉ? Sơ mi trắng ạ. Kèm số điện thoại ấy chị nhá. Bộ Quảng Châu em chưa lên chị ơi. Sơ mi trắng là em có size các chị. Hôm nay là sẽ có size là hình như là dưới 60 cân đúng không chị? Hôm nay xem nó có VX không? VXL không? Hôm nay con em ở ừ. Hay là chỉ có VSML không? SML đâu. Lần trước nó có cả X về X mà, nhưng mà chắc lần này chưa trả XL. Dưới 60 cân, dưới 60 cân đấy chị nhá. 42-43 cân đến dưới 60 cân đổ về. 42-43 cân đến dưới 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã hàng cho là sơ mi trắng kèm số điện thoại ạ. 160.000 một áo chị nhá. 160 ạ. 160.000 đồng các chị lên mã hàng cho là sơ mi trắng kèm số điện thoại ạ. Không có sơ mi đen chị ơi. Có sơ mi trắng thôi. Sơ mi trắng kẻ cho em. Các chị yêu ơi, sơ mi trắng ạ. Lên cho em ạ. 160.000 ạ. 160.000 một áo. Em có SML 3 size nhá. Hiện tại chưa về XL thì các chị cứ dưới 60 cân các chị chốt mã này cho em trước. Có hôm nào về trả XL thì các chị chốt sau nhá. Hôm nào về trả XL thì trên 60 cân các chị mình chốt sau. Còn hiện tại bây giờ em nhận đơn các chị là từ khoảng là 42 cân đến 60 cân. Lên mã hàng cho em là sơ mi trắng á. Cách số điện thoại cho em là mình lên đơn hàng 160.000 đồng một áo á. 160. Cái này các chị làm cái cúc nó sẽ là dấu cúc bên trong. Chị chạm dấu cúc này. Đó, sơ mi trắng ạ, kèm số điện thoại cho em 160.000 ạ. 160 các chị này, nó không bị hở cái ngực tại vì nó sẽ có bên ngoài nó sẽ có một cái lớp này nữa. Đó, nhiều khi các chị mặc sơ mi là sợ nhất là nó hay bị banh cái cúc ngực đúng không ạ? Nên các chị này, bên ngoài nó sẽ có một lớp nữa. Để chạm một lớp nữa cho em. Nó kiểu là dấu cúc ấy. Lên mã hàng cho là sơ mi trắng ạ, 160.000. Sơ mi trắng 160 ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho là các chị mình chốt ạ. Đẹp quá, con này kiểu cổ kẻ cho em ạ, tay kẻ trông rất là sao các chị nhá. 160 thôi các chị ơi. Hàng đẹp. Sơ mi này sợ là nó sẽ không nhăn. Thì chứ sơ mi sẽ không nhăn đâu ạ. Những cái dòng chất thô nó hay bị nhăn. Bốn thùng cổ trang tiết dạng đâu ok. Lên khoác đi em à. Khoác à, khoác gì à chị ơi. À đây lấy con sơ mi đâu vì ấy. Chị ơi chị xem một em con này có S không? À đây, con mã này. Lấy con này đi, lấy con sơ mi họa tiết đi. Sơ mi lụa cho em. Em lấy sơ mi lụa luôn nhá, lấy một màu. Sơ mi lụa họa tiết cho em cái này ạ. Con màu vàng, lên màu đen đi. Đen nâu. Đây này đen nâu rồi này. Ờ đen nâu này. Cho luôn cái sơ mi trắng này vào túi luôn nhá. Nó để bên ngoài là thời tiết nó ẩm cái này là hay hỏng đồ đó. Này đi vừa nó cho tằm. Này là đi đồ mới mình. Sợ thật tí, thời tiết nó nồm như này kinh khủng luôn. Đây các bác nhìn con sơ mi này. Trời ơi, hàng nó đẹp kinh khủng luôn. Hàng rất là đẹp luôn các chị nhá. Con này là sơ mi lụa. Đơn tối qua nhà em đang chốt chị ơi. Hôm này có size thoải mái dưới 65 cân này. Đó, thoải mái 65 cân cho em. Các chị nhìn hàng lụa Quảng Châu cho em nhá. Được chưa, toàn bộ sơ mi lụa hàng Quảng Châu luôn. Mã hàng cho em là sơ mi mã này là mã gì? Mã gì chị ơi, đẹp mấy đấy? Đẹp 5 à? Đẹp 4. Em mặc size S này. 275 có chị Nguyễn Trọng Trung Hải ơi. Con này là sơ mi lụa đẹp nhá.
Ui sờ chất nó mềm, nó không bị ráp đâu. Có một loại nó rẻ như kiểu gần như kiểu chất phi bóng, sờ nó ráp tay luôn, còn này sờ mềm. Mai cho là đẹp mấy chị? Đẹp 5. Đẹp 5 kèm theo số điện thoại ạ. Đẹp 5 kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn. SML 3 size các chị tầm khoảng là 47 cân các chị nhá, 47 48 cân đến 65 cân đổ về. 47 48 đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã hàng cho là đẹp 5 cộng số điện thoại ạ. Đồ bộ để em xíu em lên luôn đồ bộ bây giờ đấy ạ. Còn là đẹp quá các chị này. Cái màu nó phối với lại BB ấy nhỉ. Mix cái màu BB rất là xinh luôn. Các chị lên đơn hàng cho là đẹp 5 nhá các chị nhá. Xịn nhỉ. Trời ơi. Cái này 190. Ok chưa ạ? 350 cái này em vừa được xem tặng các chị giá 190. Còn cái chất rẻ hơn em không bán, chất rẻ hơn nó sẽ là gần như ở chất phi bóng. Chất nó rất là khô cứng luôn, cái chất này là chất lụa cho em, nó rất là mềm. Mã hàng cho là đẹp 5 cộng số điện thoại các chị nhá. Đẹp 5 trên 190.000, em có size các chị dưới 65 cân. Từ khoảng là 47 cân đổ lên, 47 48 cân đến 65 cân đổ về em chốt ạ. 47 48 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Lên mã sản phẩm cho em là đẹp 5 kèm số điện thoại, chất không đẹp giả là em. Các chị này, chất nó cứ mềm cơ, nó không khô một chút nào các chị nhá. Vì hàng Quảng Châu em vừa được săn sale. Em vừa được giá sale ấy, em tặng các chị mức giá là 190.000 ạ. 190 cộng số điện thoại cho em. Em xem có xanh xanh có sai không? Cái mẫu sơ mi lụa nhà mình còn để chỗ nào nữa không? Không, ngay chỗ này thôi. Bên đấy là hàng mới về đây có nhầm không? Như nó có cả LV to cơ mà. LV to kia. Ôi giời ơi, mỗi chỗ bốc một chỗ thì em làm sao em để ý được. Đẹp 5 cho em, 65 cân đổ về em có SML 3 size các chị nhá. Hàng săn sale nó không có nhiều, các chị nhanh tay. Để chặn các chị mình nhanh tay cho em qua mẫu luôn này. Đẹp 5 kèm số điện thoại ạ, mã này có còn sai không? Em à? Mẫu này có SM đấy á? Đang kiểm tra, đang kiểm tra em, bảo đi chưa biết. Ghét thế, hàng đẹp và toàn size nhỏ quá. Em không biết làm thế nào dưới 65 cân chị. Em ừ. 3 size đúng không? SML các chị này. Mix lụa rất là đẹp luôn. Bình thường nếu mà các chị mua cái hàng cái gia công lại cũng rơi khoảng tầm là 180, 190, 200 nghìn một cái rồi. Còn hàng này các chị đang mua mức giá là 350, 380 các chị nhá. 350, 380 nghìn. Sơ mi lụa rất là mềm luôn, không nhăn đâu chị ạ, không nhăn. Sờ chất mềm lắm luôn ấy. Về các chị cứ sờ chất các chị biết luôn. Để chạy về sờ chất biết. Hàng này hàng đắt mà có phải hàng rẻ đâu chị gái. Chồng có hàng này em vẫn giá sale thôi, em ôm lô. Mong lần này chốt được à. Chị để điện thoại nhá. Thế chứ không lấy lại bảo là nhiều khi lại thấy gọi là đặt mãi lại không không được. Tiếp theo mã này cho em này. Mã này lên cho là đẹp 6. Đẹp 6 ạ. Con đây có mấy con thì thôi. Lấy con LV mà họa tiết to to kìa. Lần trước em lấy phải cái lô mà chất nó khô lắm, không là nó nhăn. Nó rác 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 sau em thanh nghĩ con 100.000 một cái. Rồi sao em thanh lý 100.000 một cái, lại vì em ôm ở cái lô nó xấu, nhưng mà chất này em thề luôn các chị ạ, sờ chất nó thích. Đấy, phải lô nào xấu em thanh lý lỗ vốn luôn. Cái này không chừa cộc tay, chị ơi, nó đang có dài tay. Đang có dài tay cho em. Thì em mã này chưa là mã đẹp 6 nhá. Con này chốt lớn các chị tầm khoảng 45 cân mặc được này. 45 cân cho đến là tầm khoảng là 65 cân đổ về. 45 đến 65 cân mã hàng cho là đẹp 6 kèm cộng số điện thoại ạ. Chị Đào Nguyễn là chị nào Huyền, có phải là chị Đào mà đuôi 182 hay mua không? Đào Hòa Bình. Phải Đào Hòa Bình không? Phải. Không. Bây giờ mới nhìn để ý ảnh đại diện. Đây các bác ơi, đẹp 6 cho em. Nhìn họa tiết của nó này. Lên form mà em chưa cần sơ vin nhá chị nhá. Em chưa cần sơ vin để mua bình thường này, đẹp rồi. Đó. Đẹp 6 á, lên số điện thoại cho em là mình chốt đơn 190.000. Các chị nhắc 190 cho em. Như cái chất lụa nó mềm nhũn luôn. Em mặc con S này hơi kích ngực cái này. Chắc là em phải chuyển sang size M đấy này. Con này chắc phải chuyển sang M em mới mặc thoải mái. Đó, chắc con này phải chuyển sang M để cái này là form nó nhỏ hơn một tí. Con kia lúc nãy em mặc size S là vừa đẹp. Đẹp 6 cho em các chị yêu. Cái màu nó rất là xinh luôn các chị này. Xanh của nó gần như kiểu xanh ngọc ấy. Đẹp 6 cho em 190.000. Lụa mềm các chị nhá. Hàng chất lụa mềm cho em. Đó, chất lụa mềm rất là xinh luôn. Lên mã hàng cho là đẹp 6 kèm số điện thoại ạ. 190 các chị ơi, 190.000. Lên mã hàng cộng số điện thoại ạ. 65 cân nhá, dưới 65 cân nhưng tùy chiều cao đấy ạ. Tùy chiều cao, 45 đến 65 cân đổ về em chốt ạ. Qua mẫu luôn. Lên các chị một con lên một màu thôi, sao lại đưa cho em hai màu vậy? Có hai màu mà. Lấy một màu thôi. Lên một màu thôi. Mỗi cọc của nó chỉ có mỗi một cọc. Thế thì lên vàng với nâu đúng không? Ờ, nó sẽ có cả vàng với cả nâu này.
Em tí nhá, đẹp 6 cho em qua mẫu luôn. Chị Bích Ngân Hoàng, Nguyễn Kim Anh, Trần Hàng, ok. SML 3 size mã này ạ. Thế mã này có ít, mã này có tầm chục cái thôi. Mã này có tầm chục cái đấy ạ. À thế thì mỗi màu có đúng 1 gi. Mà nó dễ phân biệt mà. Họ tiết to rồi đúng không? Đây ạ, tiếp theo mã này cho em này. Trời ơi các chị ơi ạ, các chị nhìn qua các chị thẩm luôn cho em. Các chị mình thẩm luôn cho em ạ. Dòng này các chị đang mua hơn 400 nghìn một cái. 400 mấy hoặc 500 mấy một cái đấy. Đường may nó đẹp, nó sắc nét như thế này cơ mà. Em chui cho nó nhanh nhá. Này, lụa, lụa thế này là mới là lụa đúng không? Thì các chị nhìn hàng này. Em đấy là em vừa bỏ trong túi bóng ra nó không nhăn luôn. Đấy chứ, em vừa mới bỏ trong túi bóng ngoài em còn chưa treo, chưa giặt, chưa làm mà đã phẳng phiu thế này luôn. Ba lỗ em mà không có thì chị Đào ơi. Rồi ôi lúc nãy bới ra ở cái đống áo dây mới tìm thấy một cái để mặc. Các bác này, xuất sắc luôn. Mã này cho là đẹp 7 đúng không? Đẹp 7 cho em. Mã này em gọi là màu vàng các chị nhá. Họ tiết cho em cái LV là màu vàng cho em này. Màu vàng với màu nâu, hai màu. Màu vàng với màu be à? Màu em gọi theo cái họa tiết của nó ở ở cái hình này các chị nhá. Cái trạng họa tiết cho em này. Mã này đẹp 7 ạ. SML 3 size. Đẹp 7 3 size SML. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Lấy cho em cái móc đó chị. Ôi, cái cúc của nó này. Đẹp 7 ạ, 190. 190.000 đừng giúp em chị ơi. Em còn đang cố gắng tranh thủ lên cho các chị thật là nhanh luôn ấy. Mẫu này bây giờ em kiểu là hàng mới về thì em phải like từ dần dần từng mẫu một cho chị. Em phải like dần dần từng mẫu một. Đẹp 7 cho em SML 3 size các chị lên hàng cộng số điện thoại ạ. Đây các chị này, sơ mi này, xinh chưa? Đẹp 7 cho em 190 các chị nhá. Đẹp 7 190.000 ạ. Màu này em gọi là màu vàng nhá. Thấy chưa? Cái họa tiết của nó sẽ là màu vàng. Còn đây là màu họa tiết màu be cho em này. Họa tiết là màu be. À đâu, đây là màu đen, màu nâu. Ôi thế hai màu. Trời ơi, màu này em gọi là màu đen nhá các chị nhá. Cái hình nền đen này và đây là nền của nó màu nâu ấy chị yêu. Mắt em dạo này nó làm sao ấy. Đây là màu đen này. Lên đơn hàng cho là đẹp 7 ạ. Kèm theo số điện thoại là mình chốt đơn. 190.000 một áo ấy chị ơi ạ. Màu này là màu nâu ấy chị nhá, màu nâu với tông màu đen. Nâu với đen cho em hai màu như này. Nói chung là các chị cứ làm luôn cả hai màu. Xinh lắm các chị ạ. Đẹp 7 cộng số điện thoại là mình chốt đơn. 190, lụa mềm, lụa đẹp các chị ạ. Thi thoảng mới vợt được sale đâu các chị yêu. Thi thoảng mới vợt lô đẹp thế này lắm. Và giá nó rẻ. Các chị mua thế luôn, các chị mua nhẹ nhàng. Trước nhất cũng là 380 một cái. 380 một cái. Em tặng các chị mình ngày hôm nay 190. Ok chị ạ, dưới 65 cân em chốt ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn. Đẹp 7 cho em ạ, cộng số điện thoại là mình lên đơn hàng. Đấy, cái mic của nó, cái mic màu nó rất là đẹp luôn các chị nhá. Màu mic màu nâu nó sẽ pha một chút màu vàng đậm. Mà lụa nó mềm nhũn luôn. Nó không phải lụa khô như kiểu cái dòng chất rất gì nhỉ, chất phi bóng ấy. Mặc nó rất là nóng và nhăn. Nhưng dòng chất này em vừa bóc ở trong túi ra luôn. Hàng mới về còn chưa kịp treo lên các chị nhá. Chưa kịp treo lên lại chưa giặt, chưa là gì luôn mà nó đã phẳng phiu như này rồi. Đấy, cho nên nó sẽ không hạn chế, có nghĩa là nó sẽ hạn chế nhăn. Đấy các chị này, mã hàng cho là đẹp 7 cho em màu đen và đẹp 7 cho em màu nâu của số điện thoại ạ. Chân váy em mặc là 125.000 chị ơi. Nâu đen hai màu, SML 3 size, em qua mẫu nhé chị nhá. Nhiều mẫu xinh lắm. Lấy đốt cho em con màu vàng này. Thế thì tiện đà em lên luôn cái sơ mi nữa nhá, một mã sơ mi lụa nữa đi. Áo đá đợi em tí còn sớm mà chị. Còn sớm mà chị mình có bình tĩnh. Đây, tiếp theo đẹp 8 cho em này. Một con sơ mi màu vàng. Chị ạ, một con sơ mi màu vàng. Mã hàng cho là đẹp 8 kèm số điện thoại ạ. Cái gì ngoan gì? Con này mất à? Ừ. Nó nằm xuống, bảo nó đi buồn cười. Sao mà cái màu nó mít đẹp thế nhở? Cái tay viền màu đấy. Màu đẹp dã man luôn, màu vàng này các chị này. Vàng đó là vàng đậm tôn da các chị yêu. Mặc da rất là trắng luôn. Mã hàng lên cho em là đẹp mấy đấy ạ? Đẹp 8. Đẹp 8 ạ. Cái này rơi cái cúc xuống chị ơi. Là cho em cái cúc lên này. Không biết là cái gì. Lấy máy già, già mì đi. Lấy kiểu cái chổi lau nhà trông như là máy già mì đi. Mã này trên là đẹp 8 các chị yêu.
đợi em tí, bộ B15 các chị cũng bình tĩnh, hàng về đủ màu đủ size luôn. Để chị sẵn sàng đấy, bây giờ em lấy sẵn sàng các bác rồi, đợi em một chút nhá. Mã này các chị comment là đẹp 8 cho em. Đẹp 8 và lên số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. 3 size SML các chị mình từ dưới 65 cân các chị nhá. Dưới 65 cân em chốt 190.000 một áo các chị này. 190.000 đồng các chị đơn hàng cho là đẹp 8 ạ, màu vàng. Vàng bên ngoài nó sẽ là vàng đậm tôn da. Được chưa? Vàng đậm tôn da luôn ạ, lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại ạ. Chị đã được fan cứng nhà Loan rồi ạ. Lưu luôn số tài khoản nhà Loan. Em cảm ơn chị yêu rất nhiều. Em cảm ơn các chị yêu. Chị Hồng Vân có, chị Ninh Mai ok. Mai đẹp 8 cho em, chị Hằng Nguyễn có đơn hàng ạ. Đấy, khách VIP luôn đúng không? Đẹp 8 cho em 190.000 một áo ấy, chị nhá. Sơ mi lụa hàng Quảng Châu cho em rất là đẹp luôn. 190 chị Thúy Hiền ok. Chị Trúc Thanh ok, em chốt đơn ạ. Đẹp quá nhỉ. Cái màu này tôn da lắm. Chị nào mà da trắng thì mặc rất là đẹp luôn. Nhưng mà nếu mà để mà nói về da mà bị hay bị kén màu ấy, các chị mặc cho em những cái tông màu này sang, đẹp. Để chị tôn da nó không bị dìm màu da. Nó nâng tông, lên tông cực kỳ luôn. Chị Lục Kỵ Thời ok, chị Ngọc Hà Tống có, chị Trần Quý ok, em chúc đâu nào. Mã hàng cho em là đẹp 8 cộng số điện thoại ạ. 190.000 một áo ấy, chị yêu nhá. Đẹp chưa các chị ơi, em bảo rồi ạ. Mặc vào người nó cứ gọi là nó mướt luôn, nhưng không bị gọi là bị ráp, bị cọ vào cái da, nó cảm giác nó ngứa. Đấy chị, các chị yêu nhá, những cái dòng chất lụa rẻ mặc lên ạ, dặm ngứa cực kỳ luôn. Chị Hương Vũ có ạ, Nhung Tùng, nhưng mà thi thoảng em vượt được lô sale thôi các chị ạ. Cho nên chị em cũng tranh thủ nhá. Nào em qua mẫu luôn. Em đang bảo em lên bộ đúng không? Rồi ok, lên bộ luôn. Đấy, bộ về đấy. Em lên bộ luôn các bác này. Đấy chị ạ, về đủ màu đủ size. Ok, đổi thành đẹp 7 thành đẹp 8 được. Chị ơi đổi thoải mái. Chưa lên đơn các chị đổi mã thoải mái được. Đơn hàng tối hôm kia hay hôm qua? À đơn tối qua thì em vẫn đang gọi chốt đơn tối qua mà chị yêu ơi. Em vẫn đang gọi chốt đơn tối hôm qua. Chị nào nhận được bộ B15 thì em cho em xin một cái feedback rồi. Các chị vào cho em xin một cái feedback rồi ạ. B15 quá đỉnh ạ. Đấy chứ ạ, chỉ gọi là B15 mãi đỉnh. Bộ này là bộ B15, có lên chuyện bị phông hay áo đá gì đây. Xem mẫu áo đá này còn số lượng nào thì đưa cho em để em chuẩn bị em lên. Ừ, lên tiếp mấy bộ còn nào có số lượng kìa, bộ B20 này. Rồi là B58 các kiểu ấy, cái bộ nào thì có số lượng thì chị cứ đưa cho em, đủ màu đây. Ôi, các chị vẫn cứ đẹp 8 này, ngày mai em lấy đâu ra hàng mà trả đây. Các bác, đẹp 8 em không có nhiều đâu nhá. Các chị dừng chốt đẹp 8 đi, em có những ít lắm. Em có ít đẹp 8 lắm. Đây bộ B15 nhà em đây. Em bảo rồi, cứ về tí nào là hết tí đấy mà. Cứ về tí nào hết tí đấy cho em. Bộ này là bộ B15 kèm số điện thoại nhá. 44, 45 cân đến 65 cân đổ về. Cái áo sơ mi em vừa mặc xong ạ, thoải mái đến 65 cân đấy. Chị 63 cân mặc được chị ơi. Mã này cho là bộ B15 cộng số điện thoại cho em ạ. Chọn cho em màu xanh lá ấy chị này. Đủ màu đủ size ấy chị nhá. Đủ màu đủ size. Chị ơi thiếu xanh than. Xanh than ở trên kia hôm nay về rồi. Chị ạ, màu đỏ này các chị này. B15 ok lắm, em cảm ơn chị. Chất sướng. Đấy chị ạ, màu này là màu em gọi là màu đen ấy chị nhá. Màu đen cho em ạ, bộ B15 màu đen này. B15 cho em ạ, tông màu nâu. Đấy là bộ có cổ quần dài. Bộ có cổ quần dài cho em ạ, dưới 65 cân em chốt. Đủ size L, 1XL, 2XL các chị, 45 đến 65 cân. Em xin phép kỷ niệm các chị 229.000 ạ. Chưa có quần Q4 đâu chị yêu ơi. Chưa có quần Q4 đâu. Mã hàng lên đơn hàng cho em là bộ B15 cộng số điện thoại cho em ạ, 229.000 đồng cho em. Xuất sắc luôn ạ, có thêm màu than các chị này. Có thêm màu than nữa cho em ạ. B15 cộng theo số điện thoại là mình chốt đơn hàng. Dưới 65 cân em chốt các chị nhá. Hết sạch màu than này mới về bù thêm màu than. Đấy chưa? Than đến đâu ngày hôm nay mới về ạ. B15 cực đỉnh luôn, em cảm ơn chị. Thế thì cứ chốt thôi. Thế thì cứ chốt thôi. Việc gì phải đợi em lên nữa. Đã biết em like bộ này rồi ạ. Đẹp rồi ạ. Cứ thế mình lên đơn thôi. Đấy, cần gì phải em mặc lại nữa. Chị có B15 đẹp lắm lắm. Em cảm ơn chị nhá. 229.000 đồng một bộ ạ. Chị đang mong đợi bộ Quảng Châu à. Huyền ơi tìm một chị cái bộ Quảng Châu ạ. Cao cao ở chỗ đằng sau cái hàng ấy. Có chị này, chị đợi từ hôm qua giờ lên bộ Quảng Châu ấy. Được kiểm tra hàng trước chị ơi. Hàng ơi hàng. Em tìm một chị mấy cái bộ Quảng Châu ở trong đấy. Hàng nó ngồi nó xé hết mang rồi.
em mặc là xanh lá nhá, có cho kiểm tra hàng trước thoải mái chị ơi. Màu như nào đây, đây chị này, màu này là màu đỏ cho em. Áo màu nào viền quần màu đấy chị nhá. Toàn bộ hàng là hàng của nó sẽ là hàng Sanaha. Đấy chị ạ, toàn bộ hàng của Sanaha các chị lên đơn hàng là bộ B15 kèm số điện thoại ạ. Bộ này hôm trước hết sạch luôn, khách hàng hỏi em không dám lên, đợi đủ hàng về đủ size số về em mới dám lên. Nguyên lời là không phải cái bộ cổ tròn cơ. Cổ tròn. Cổ tròn ha. 833 đi. 833 là 77. Không phải 833 gì đâu. Cái bộ đằng sau nữa, có cái bộ mà có mũ ấy. À quên, có cổ tàu ấy. Đấy, có một cái dọc đấy bên cạnh đấy nữa. Đấy em nhìn lại với chị đi. Có mẫu không? Có, em đấy chị size M đây. 819. Hình như là chỉ có hai màu đúng rồi, 819. Chị Trần Phượng Lai thân, ok các chị cứ lên mã hàng cho em nhé. Đơn tối qua nhưng em đang chốt chị Trang Trang ơi. Em vẫn đang chốt đơn tối qua, chị mình thông cảm, đợi điện thoại của em nhé. Ngày mai để điện thoại giúp em với. Chị Vân An ok chốt màu nâu nãy đây chị ơi, màu nâu đây. Màu nâu ngày hôm nay, đến ngày hôm nay mới về được hàng. Đến ngày hôm nay mới về được màu nâu. Các chị nhìn này, màu nâu của nó nâu đậm nhé chị nhé. Để cho em chỉ chọn một màu nâu thì thôi, màu nâu là mặc cực đẹp luôn. Chị mặt trời bình minh có chị Phượng Thu ok em chốt đơn. Em mặc màu đỏ chị ạ. Đúng không? Em mặc em gọi là màu đỏ chị nhá. Màu đỏ. Màu vàng pha đen này. Chị ạ, ngày mai em cứ gọi màu nào. À, bây giờ em cứ gọi tạm gọi màu này là màu đen nhá chị nhá. Rồi đơn nhé gửi một lần đúng rồi. Nếu mà chị đặt trên một like. Để cho các bạn hàng thì em sẽ gửi một đơn thôi chứ dàn gì gửi hai đơn. Chỉ có một màu, cả hai màu. Rồi đây em tiến lên bộ Quảng Châu luôn. ML. Có ít lờ đấy mà. Có ít lờ. Ít có lít đó. Có bộ Quảng Châu đợi em tí, chị nào đợi của Quảng Châu đợi em tí nhiều nhá. Ít lờ hết nhiều. Hả? Nhưng mà chị hỏi ML có nhiều không? ML thì đủ. Ok, ok, ok. Em mặc cho các chị xem ạ, cái màu gì nhỉ? Màu nâu nhá. Màu than. Đây, đây, màu nâu cho em. Màu nâu xe to thì lấy xe bé. Em mặc màu than lên trước, tí mặc màu nâu sau. Đây chị này, màu xanh than của nó này. Màu xanh than cho em ạ, bộ B15 màu xanh than kèm số điện thoại ạ. Riêng màu xanh than màu nâu nó sẽ là cùng tông. Quyền vào lấy chị bộ B14 hay B16 đi, tìm chị hai mã đấy luôn. B14 và B16. Treo mẫu chưa Hoa? Tại vì hôm qua có treo mẫu rồi. Nếu nhìn ở cái mác áo ấy. Bộ B58 này. B58 ấy bộ 2kg, 2 bộ treo. Nhiều mã lắm. Ở đâu? Đây em mặc lên màu xanh than luôn nhá. Đủ size số. Đủ size số các chị mình dưới 65 cân. Màu xanh than đi ạ. Chị hiểu chốt xanh than các chị lên đơn nhá. À, chị ơi mã này nó sẽ không đánh size M đâu. Nó đánh từ size L đi lên. M à L, 1XL, 2XL nó cũng tương đương với MLX thôi. Để riêng công ty này nó không bao giờ đánh size M. Để chạy riêng hàng công ty nó không bao giờ đánh size M luôn. Tùy từng mã. À, số điện thoại nhà em chốt đơn là ở trên cái trang bìa của nhà em ý, có số điện thoại hết chị ạ. Nhà em có cho kiểm tra trước rồi, trả lời 4 lần rồi vẫn cứ hỏi thôi. Chị Hà ơi, chị có nghe thấy em nói không? Nhà em lúc nào cũng cho mình kiểm tra hàng trước, không được kiểm tra hàng mình không lấy hàng cho em. Chị Vũ Tiến ok, chị Hoài Thu có đơn ạ, B15 cộng số điện thoại đem màu xanh than. Xanh than nó sẽ là pha vàng. Chắc là chị là khách chưa mua hàng em bao giờ đúng không? Thì mới hỏi câu đấy chứ còn khách nhà em á. Nếu đã mua quen thì chả bao giờ kiểm tra hàng. Toàn nhờ, có chị bảo chị toàn nhờ người lấy hộ. Đấy. Nhưng mà chị cảm thấy là mà khách mới cũ, các chị cứ nên kiểm tra hàng trước cho em. Đúng không ạ? Đây màu xanh than chất u mì chị ơi, toàn bộ chất u mì cho em. Đây màu nâu đây. Bạn nào hôm trước trượt màu nâu hôm nay lên luôn cho em. Trượt màu nâu lên luôn cho em mã này ạ. Nhưng em cứ gọi điện chốt đơn, có địa chỉ khách hàng là em gửi đơn trong ngày luôn chị Phạm Tuyến nhá. Cái đợt này dịch thì nó sẽ hơi chậm hành trình so với ngày trước một chút. Chị Quý Vũ ok em lên đơn ạ. Rồi em lên bộ màu nâu các chị mình luôn. Đấy, nền nhà hôm nay nó nổ. Mẹ ướt dưới nhà em như ngoài sân luôn. Nhiệt độ hôm nay nó độ ẩm nó phải lên 80% vậy nhỉ? À, chị không cần xem hàng luôn. Tại vì có chị là khách mới, chắc là chị mua chưa mua bao giờ thì chị phải hỏi. Hỏi kỹ đúng không ạ? Thì có bây giờ nhỡ mà người ta gửi cho mình live stream một đằng, nhưng người ta khi mà người ta gửi cho mình không kiểm tra lại gửi cho cái rẻ lau thì sao ạ? Đấy, chứ là tốt nhất mình cứ kiểm tra hàng trước.
Rồi là đúng mã hàng ạ, chất đẹp thì mình lấy. À, chị Loan ơi ạ, lượt này chốt đơn 10 hôm không được hàng à? Chị Thu Tuyên à, 10 hôm được hàng. Đợt này hơi chậm đấy nhở, em đợt này chậm lắm. Em màu nâu cho em. Mã này sẽ là bộ B15 các chị nhá, màu nâu. B15 trên màu nâu kèm chống thoại, co giãn, đứng lên ngồi xuống này, thoải mái. Đứng lên ngồi xuống thoải mái. Chị Trần Thị Liên ok, chị Hồng Vân có này, chị Nguyễn Tính ok, em chốt đơn. Vũ Tiến ok, em lên đơn hàng. À, hàng Loan uy tín không cần kiểm tra. Trời ơi, nhưng mà khách mới thì các bác ấy có thể là các bác chưa biết hàng em bán thế nào thì mình cứ phải kiểm tra thôi. Đấy là quyền lợi của mình. Mình mua hàng mình phải được xem hàng trước thì mình mua. Đến bản thân em cũng thế thôi. Em mua hàng chỗ nào ạ? Em chưa bao giờ em phải cho được kiểm tra hàng trước, đúng như mình đặt thì mình lấy. Đấy. Đúng như hàng mình đặt chất đẹp thì mình ưng mình mới lấy đúng không ạ? Không đẹp không ưng, không theo yêu cầu của mình thì mình không lấy. Các chị mời nhìn xem màu đen các chị này, đen là sẽ pha vàng. Đen pha vàng cho các chị nhìn hàng nhá. Mã hàng cho là bộ B15 màu vàng ạ. À, màu đen em mặc là màu nâu. Cộng số điện thoại ạ, chị Đào ơi đợi em tí nhá. Chị đi mua thử lúc nào chị Nguyễn Mai mua thử nhá. Cảm ơn chị Hạnh ạ. Hạnh Thúy ạ, Loan ơi lên áo. Lên áo. Diều diều là cái gì? Áo diều diều là cái gì nhỉ? Đây ạ, lên bộ Quảng Châu đã nhá. Em lên bộ Quảng Châu đã. Nhưng mà bộ Quảng Châu này em ôm low sale. Hàng bộ này em ôm sale các chị nhá. Bộ này là bộ B819 MLX. Bộ em mặc là bộ B15 229.000 một bộ. 229.000 một bộ cho em ạ. Chị mua hai bộ rồi ạ, giá cả phải chăng mặc đẹp em cảm ơn chị Đặng Loan. Em có bán cái gì cao cho các chị đâu. Không bao giờ bán đắt cho các chị yêu luôn, các chị yên tâm. Đây là bộ Quảng Châu, form của nó sẽ to hơn hàng Việt Nam các chị nhá. Form to hơn hàng Việt này. Đó, chị nào mà to to các chị vào chốt cái bộ này cho em này. Bộ này phải trên 50 cân mới chốt được vừa size M. 50 cân đến 70 cân là có size vừa các chị nhá. Từ 50 cân đến 70 cân, bộ này là form to hàng Quảng Châu. Màu hồng này, hồng đỗ này, hồng đỗ với màu xanh rêu. Còn màu gì không? Có màu đỗ, màu rêu này. Hai màu. Gà đẻ lắm đấy. Sao đấy? Ui, ở trong góc đấy nó ướt lắm ấy. Quần áo chắc là hơi ngủ này mốc hê. Thế á? Kiểu mồ hôi người thử vào ấy. Xong là để đâu? Để nhà nó ướt, xong là hấp đi lên này. Nó không có máy hút mùi, nó không có máy hút không khí ẩm. Áo chẳng mốc. Thế là mình phải kiểm tra xem là nhà mình còn thoáng chán. Đây các chị này, mã này của em sẽ là form to các chị nhá. Form to hàng Quảng Châu. Đấy là lên nào chống nắng ngắn đi à. Ok, lấy cho chị mấy cái mỡ chống nắng ngắn đi. Bác nào nhận được chống nắng ngắn nhà em rồi, các chị vào cho em xin feedback đi ạ. Mã này thì đâu đưa lại cho em cái bộ B15 để em cho khách xem lại màu đi, để cho các chị chốt nhá. Đưa lên treo bộ màu lâu lên. Nào, treo lên cho chị cái. Đấy, cứ lụa theo khách này. Ôi bộ này các chị phải tầm 55 cân đổ lên mặc được size M ấy này. Tại vì form này của nó sẽ là kiểu là quần suông suông ấy chị nhá. Form này sẽ là kiểu quần suông suông cho em. Đấy em giơ lại cái bộ B15 các chị mình xem luôn nhá. Đây bộ B15 đây, màu này là màu đen các chị nhá. Màu đen nó sẽ pha vàng như này. B15 màu đen ạ. B15 cho em ạ, tông màu đỏ ạ. Đó, chị nhìn thấy cái màu em với B15 màu đỏ này. B15 cho em ạ, tông màu xanh lá. B15 cho em ạ, tông màu xanh than. Và gì ạ? B15 cho em ạ, tông màu nâu, kèm số điện thoại cho em. B15 màu nâu cộng số điện thoại, các chị chốt đơn hàng. Tổng là có 1 màu này, 2 màu này, 3 màu, 4 màu, 5 màu các chị nhá. Tổng là em có 5 màu. Tổng là có 5 màu các chị lên đơn ạ. Lên mã quần nâu đi em, lên rồi, em vừa mặc lên rồi thấy. Bộ mà B15 là 229.000 ạ. B15 là 229.000 đồng, các chị chọn màu chọn size vừa cho em. Chị Nhung Dương có, chị Hiệp Thân ok. B15 là 229. Tiếp theo bộ này em mặc là bộ B819. 55 cân ạ, đến tầm 70 cân đổ về em chốt. Em có MLXL 3 size. MLXL 3 size các chị ạ. Form này của nó sẽ là form to chị nhá. Em đang có màu em đang có màu này em gọi là màu hồng đỗ chị nhá. Còn đây là màu rêu cho em. Đây là tông màu rêu cho em này. Kỷ niệm các chị nốt ạ. Tại vì hàng này em là số lượng không còn nhiều. Nguyên nếu bật chị cái quạt này.
đét luôn đây, màu rêu ạ. 3 size MLXL. Cái xin phép tặng các chị luôn 199.000. Nhanh các chị nhá, 650 C199. Áo nắng ngắn đẹp và thơm lắm luôn, em cảm ơn chị. Bộ này các bác lên là bộ B819, em tặng nó các chị mình 199.000 đồng, nhanh tay mình có đơn. Chọn cho em màu rêu màu hồng. 55 cân đi Huệ ạ. Phải từ 55 cân đổ lên mặc được bộ này. Bộ này là form to. Size M ở tầm 55 đến 60 cân. Size L là trên 60 cân ạ, đến tầm khoảng 65 66 cân. XL các chị thoải mái với tầm trên tầm khoảng 72 cân đổ về. 72 cân đổ về em chốt đơn nào. Mã hàng cho em là bộ B15 kèm số điện thoại, à quên, B819. B819 ạ. Em mua chị Loan hai chồng nắng ngắn ạ, quá đỉnh và trên cả đỉnh luôn ạ. Mà còn thơm nước mũi. Yêu ơi, chị thề luôn, treo đằng sau kia cứ đi qua cứ ngửi cái thơm phức luôn. Thấy chưa? Ngửi mùi thơm phức luôn ý. 60 cân cho chị hai bộ, ok, 60 cân tùy chiều cao chị nhá. Đây các chị này, màu rêu cho em ạ, màu rêu với lại tông màu em mặc là hồng. Màu hồng bên ngoài của nó là hồng đỗ, nó không phải là hồng phấn đâu ạ. B819 199.000 đồng, hàng hơn 600 nhưng bây giờ là em còn số lượng ít các chị này, hàng Quảng Châu chất nó rất là đẹp luôn. B819 kèm số điện thoại ạ. Chọn màu hồng hoặc chọn cho em màu rêu các chị nhá, hai màu cho em. MLXL em có 3 size. MLXL em có 3 size, các chị lên đơn hàng kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. 199.000 đồng ạ. Em tặng nốt tại vì thường là em cũng bán được size to mấy. Em chỉ bán hay bán là tầm các chị tầm dưới 65 cân thôi, chứ còn những cái bộ này ạ. Còn những cái form to to là em thay nghỉ hết. 1m58 à. 1m58 mà 60 cân chị vẫn mặc được size M. To quá. Đấy chưa? Chị vẫn mặc được size M đây này. Các chị này, quần nó rộng thoải mái luôn như này. Đấy chị nhá. Form dáng cho em ạ, tại vì quần của nó không phải là quần ống bó, nó là quần kiểu dạng ống suông ấy. Chị Loan Võ ạ. À, chị Hải Ninh, ok, chị Nguyễn Hương ạ. B819 đấy chị nhá. Kèm số điện thoại ạ. Này mình ơi. Size L nhỉ. Rồi nếu mà chị thích mặc thoải mái thì em lấy chị size to hơn. Các chị cứ báo nhân viên cho em và chị thích mặc rộng rãi. Để các bác lên nhập kệ điện thoại nhá. Kệ điện thoại và kèm số điện thoại. À, còn cái bộ nào mà hình như là có cái chữ, cái chữ gì, chữ NI ở ngực cái này. Hình như em thấy có treo trên này. Hôm nay em treo hàng nên em có thấy cái bộ đấy mà không biết là còn hàng không. Rồi lên áo chống nắng đi. Chống nắng, chống nắng ngắn với chống nắng dài ấy chị nhá. Và hôm kia lấy chị cái quần Q12-13 tiếp theo một mã bộ ở B58 này. Nhưng mà B58 nó chỉ còn lẻ màu thôi, đúng không? Chắc ai trả lời cái bộ B58 này còn hàng không? Đây cái bộ B16 này. Lên bộ này là bộ B16 chị nhá. B16 là bộ này luôn. Form tầm dưới 62 cân. 58 nó vẫn NXL 2X luôn. Đâu? Đây. Nhưng mà nó còn màu gì? Màu đỏ, màu vàng. Thấy chưa? Còn cái màu đỏ, màu vàng, màu hồng thôi. Đấy, chị đã bảo là còn 3 màu mà. Thế đưa chị, đưa chị bây giờ kiểm tra xem còn màu gì lên luôn. Còn những màu gì mà đứng lên mẹ. Bộ B58 nó chỉ còn 2 màu là đa số đấy, đỏ với hồng thôi. Đỏ, hồng, vàng. Đây à? Rồi. Đỏ, hồng, vàng, 3 màu. Ok chưa ạ? Tiếp theo bộ này cho em nhé. Em lên bộ này luôn. Bộ này là bộ B58 này ạ, hàng Sydney. B58 cho em hàng Sydney ạ. Các chị lên đơn hàng cùng số điện thoại nhé. Đây bộ này em còn đang cháy hàng, hết hàng các bác này. Không còn hàng mà bán nữa. Đẹp chưa? Bộ này bộ B58 ạ. Đây bộ này lên là bộ B58 nhá. 45 cân đến 65 cân ạ. 45 cân đến 65 cân đổ về. Các chị chọn cho em màu hồng đất các chị này. Màu hồng đỗ cho em ý. Màu hồng đỗ này, tông màu vàng với tông màu đỏ ạ. Em có 3 size là LXL 2XL. LXL 2XL các chị lên đơn hàng kèm cho số điện thoại cho em. 229 đồng một bộ nốt các bác nhé. Em kỷ niệm các chị là 229 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. 229 nốt dưới 65 cân. Bộ này em đang hết hàng các chị này, còn đúng 3 màu. Em nó còn sót 3 màu thôi ạ.
Mã hàng cho em là bộ B58 ạ, cộng theo số điện thoại cho là mình chốt đơn. Chọn màu chọn size cho em với chị nhá. Chọn màu chọn size vừa. Màu vàng ạ, màu hồng, màu đỏ, 3 màu cho em ạ. Vàng, hồng, đỏ cộng số điện thoại ạ. Bình thường các chị mua con áo phông này giá cũng là cao rồi đúng không? Bây giờ cả bộ cho em. Cả bộ ạ, áo chống nắng đợi em một xí giúp lên luôn áo chống nắng. Đen tí. B58 chị ơi, 229.000. Các chị chọn màu chọn size vừa nhá. Đây màu vàng đấy chị này. Áo vàng thì quần nó sẽ là viền màu vàng. Chị áo vàng viền quần vàng cho em ạ. B58 cho em ạ, tông màu vàng kèm cho số điện thoại ạ. Mình chốt đơn. Chị Vũ Hiền có ạ, chị Xanh Hoa Hồng có, chị Như Huệ có, Vũ Lan Hương ok em chốt đơn nàng ạ. B58 cũng số điện thoại nhá. Dưới 65 cân em chốt đơn. Lên áo phông đi chị rồi, có luôn em ơi. Có luôn, rất nhiều phông luôn. Đấy có chị thì bảo em ơi lên đồ bộ đi ạ. Bây giờ lên các chị một ít phông đá nhá. Áo đá tiếp đi. Xem là một áo đá là gần gần đây nè. Quên làm gì đấy người ơi. Lấy quần à? Mang luôn cho chị đi, mang luôn chị xong là lên áo đá luôn nào. Dây đá em có đây chị ơi, có dây đá. Có áo dây đá. Nhưng mà em chưa bỏ ra đây ý. Em mặc size L. Em là mặc size L chị này. B58 size L đây. Rồi đây em nhé, màu vàng ok. Vàng nó là vàng đậm nhé chị nhá. Bên ngoài là vàng đậm. Chị Hương Hoàng, chị Thanh Hương có ạ. Thế à, mùng 7 tháng 3 chị Huế, chị Thị này có chị bản đơn đổi nhận hàng từ hôm mùng 7 tháng 3. Đuôi 078 Huyền bấm máy để xem là có số đuôi 078 này không. 0948 850078. Mùng 7 tháng 3 thế thì hôm đấy cô vẫn ở đây đúng không? 0948 503078. Ừ, kiểm tra đơn này xem là về đến đây. 078 chị Huế. Đúng không? Cô Lưu à? Con này cái Lưu từ cái ngày con Thảo ban đầu tàu ba thì tóc cái gì? Tên Lưu tên là chị Huế á? Ừ. Thế á? Chị Huế số nhà bao nhiêu Trần Hưng Đạo à, này? Ở Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng à? Trần Hưng Đạo cái gì? À à. Rồi để em kiểm tra luôn chị nhá. Trời ơi chị Xuân Tạ em cảm ơn. Máy xay và thớt cường lực nhà em rồi. Ưng cái bụng lắm, hàng đẹp em cảm ơn chị. Nguyễn Hạnh ok chút B58. Màu đen thì thi thoảng em còn bộ không biết có size gì ý. Chị Đỗ Dung ơi, nhà em vẫn đang chốt đơn chị ạ. Nhà em vẫn đang chốt đơn tối hôm qua đấy. Nhân viên nhà em giờ này nó còn chưa được nghỉ cơ. Linh vẫn đang tăng ca tối. Linh vào sổ không? Vẫn đang tăng ca, đơn hàng nhận được chưa? Nhận được rồi, Linh vào sổ. Chị Huế đúng không? Ừ. Chị Huế em nhận được đơn đổi của chị rồi, chị có đổi cái gì không? Đặt luôn trên này này nhá. Không nghe mày. Một bộ 250, một áo đá. Đúng rồi, em nhận được đơn đổi của chị rồi đấy. Linh nhận này. À ý là chị bây giờ là báo đơn đổi rồi. Nhưng mà nhà em sẽ để cho chị là đổi từ hàng nọ sang hàng kia được. Các chị nhá, mình không ưng mã nào mình đổi sang mã khác được. Thì chị phải đặt trên line. Chị đặt trên line xong là nhà em sẽ chốt đơn là chị bảo chị có đơn đổi nhưng em sẽ đổi đơn cho chị. Đấy, cái này em ghi vào sổ rồi đấy. Chị có sổ đổi đây rồi. Ngày 7 tháng 3 nhận được hàng rồi. Là chị có đặt gì thì chị báo nhân viên. Để chị báo nhân viên để em đổi đơn cho. Nhớ nhắc nhân viên là chị có đơn đổi nhé em thì bạn ấy sẽ dở sổ để xem là đơn đổi của chị bao nhiêu tiền bạn ấy trừ luôn. Nào lấy em bạn khác đi chị ơi. Ừ. Cô này có đủ màu không về nhỉ? Gì? Cô này này. Gì đấy? B10 đấy. 16 rồi đó. B16. Cái này lên bộ lỉnh đấy. Không, đây. Lên bộ B16 cho các chị. Đây bộ B16 này. Chị ơi chị kiểm tra comment của em là kiểm tra đơn nhá. Chị Luyện Hoàng á, chưa nhận được đơn á. Có nghĩa là đơn sau hôm trước chị vừa bảo đơn sau nhận được rồi mà đơn trước chưa nhận được đúng không? Đấy nó theo hành trình chuyến thư chị ạ. Để ngày mai nhá, chị điện vào số hotline cho em để bạn ấy xử lý luôn đơn hàng mà thấy lâu lâu nhận được hàng ấy. Bạn ấy kiểm tra đơn chị ạ. Đây tiếp theo bộ này cho em này. Bộ này các bác lên cho em là bộ B16 á. Từ hôm nào chị ơi, nếu mà cách đây 3 hôm đặt lại cho em đi ạ.
đây các bác chốt cho em bộ này là bộ B16 nhá. B16 ạ, kèm số điện thoại ạ. Em đấy thì em nếu mà nhà em đã báo nhận được đơn đổi rồi thì chị cứ xem like chị đặt. Xong là lúc nào mà nhân viên chốt đơn ấy, chị bảo là chị có đơn đổi nhà em ấy thì bạn ấy sẽ là bảo nhân viên để trừ tiền cho chị, còn thừa thiếu bao nhiêu nếu mà thừa em sẽ là bán tiền trả lại. Đấy chứ ạ, còn thiếu thì chị là đến nơi chị nhận hàng nốt để thanh toán. Đấy, nó cũng đơn giản thôi mà chị. Nhà em có ghi sổ đổi của chị có đơn đổi về đây rồi. Các chị nhá, bộ này các chị coi là bộ B16 á. B16 lên cho là bộ này là màu đỏ chị này, màu đỏ, màu ghi. Màu này là màu ghi cho em ạ. Khóa là khóa đồng các chị nhá. B16 cho em màu ghi. Size số các chị tầm khoảng là 45 cân đến tầm 62-63 cân. 45 đến tầm 62-63 cân em chốt đơn ạ. B16 và kèm cho số điện thoại cho nên là mình chốt đơn hàng. Đây là màu ghi cho em này. Tông màu tiếp theo là tông màu đen ạ. Tông màu đen này. Và gì ạ? Tông màu xanh than. Còn thiếu màu gì không chị? Hay có bốn màu này? Xem có màu nâu không? Hình như B16 có màu nâu mà. À, B16 có màu nâu đúng không? Có nâu. Thế thì nấu lấy nấu ít giờ đấy cho em. Nắng ngắn đợi em tí. Nắng ngắn thì các bác biết những em bán chung nắng ngắn đấy rồi. Có những cái màu đấy rồi. Bác xem like rồi các bác cứ lên đơn thôi. Các bác cứ lên đơn cho em. Đây nắng ngắn đây. Thơm phức luôn. Bộ này là bộ B16. Xanh than em có chị Dung Ma ơi. Nâu không còn tí nào á? Nâu em còn có 2 bộ size 2XL thôi, hết sạch thành xanh. Thế bộ B14 là bộ nào đấy? Đây xanh than đây ạ. Xanh than đây B16. Chị Dung Mai có xanh than này. Đây xanh than đây ạ. Chuyển chị số tài khoản nhé. Lúc nào như em chốt đơn thì nhà em sẽ báo đơn. Nếu mà đơn hàng thì các chị đặt số lượng nhiều thì mới chuyển khoản. Còn đâu nếu mà số lượng đơn ít thì các chị không phải chuyển. Đây các chị này. Đây màu đen. Mét 63-64 cân mặc cho em size 2XL chị Vệ Mai ạ. Mặc vừa. Đây tông màu đen các chị nhá. Màu đen cho em bộ B16 màu đen. Đây em mặc cả tông màu đỏ ạ. Ghi 58 cân có size vừa. Còn màu ghi chị Loan Trần ơi, em còn màu ghi nhé. Bây giờ đang còn than này, ghi đen đỏ 4 màu. Đây là tông màu đen. Đấy các bác lên đơn hàng cho là bộ B16 á, màu đen cộng số điện thoại ạ. Chị Trần Hiền ok. Đây này có luôn. Mày ghi đâu nhỉ? PC2 ở trong này này. Ở đấy có, ở chân em vừa bước qua ấy. Ô Hà, chị hỏi thật tối nay em chơi cái gì đấy? Chơi đá hay có mấy. Quần thì rách, đầu gối thì thâm. Ok chị Mặt Trời Bình Minh, B16 là 229.000 chị ơi. 229.000 một bộ ạ. Chữ còn là chữ theo nhá, khóa là khóa đồng cho em. Chị Lê Hiền ạ, chị Hợi Lê rồi ok em chốt đâu nào. Đây chị ơi, chị nào vừa hỏi màu ghi có luôn này chị này. B16 màu ghi đây. Chị Nhung Dương ok em chốt đơn ạ. Chị Phù Nguyệt có xanh than này. Các chị ơi, form dáng nó vẫn như nhau hết, chỉ khác nhau cái màu sắc thôi. Các chị nào thích màu nào các chị lên màu đấy nhá. Thích màu nào thì mình comment màu đấy cho em. Đây chị này, màu xanh than cho em ạ, toàn bộ hàng của Jin Si. Toàn bộ hàng hãng của Jin Si cho em ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. Giá các chị sẽ là 229.000 đồng một bộ các chị nhá. Áo phao nào cô Thanh Trần ơi? Nếu như hàng sale ấy, hàng sale mà áo phao mà mấy chục nghìn ấy thì cháu sẽ không đổi được, trừ khi là hàng nào á nó sẽ có số lượng nhiều ấy, vẫn đang bán bình thường thì sẽ đổi size đổi mã thoải mái. Còn hàng sale thì không có đổi trả chị nhá. Giá bán bao nhiêu chị ơi? Bộ này là 229.000. Chị Nguyễn Bích, chị Nguyễn Huệ ok. Đơn tối qua ok có luôn bộ B202. Chị Mã Quyền ok em chốt đơn là chị Lily có ạ. Rồi em qua mẫu này. Qua mẫu lên áo chống nắng nhá các chị nhá. Chị Hồng Vân có ạ. Chị ơi lắp cái kêu vào cho em đi. Tiếp theo mình lên lên bộ lỡ luôn nhá. Mình lên bộ lỡ luôn ạ. Xong rồi lên áo chống nắng. Mã này có nâu không? Có nâu mà. Có nâu. Có cả nâu. Bộ B bao nhiêu? Quyền này đứng dậy lấy bộ màu nâu chị, bộ B20 đi. Có màu nâu. Có màu nâu. Đây à, em lên tiếp các chị bộ bộ B20 chị nhá. B20 của nó là bộ quần lỡ cổ tròn. B20 là quần lỡ cổ tròn ạ. B20.
Mang đây, cắm vào nhưng không cắm vào ổ thì sẽ sạc để bằng niềm tin. Sạc bằng niềm tin à? Cắm vào ổ nhưng mà sao rút ổ to thế? À. Thì cắm vào con niềm cùng cả đất em. Cùng cả đất nhiều gì? Để chờ cắm vào hết các ổ đây xong ổ kia đâu. Cắm hết vào đi. Đây đây. Ngoài trước tủ lạnh đi. Đây các chị nhá, của nó sẽ là hình chữ thêu đá. Bộ này các chị coi là bộ B20 ấy chị nhá. B20, các chị chọn màu chọn size vừa. Mình chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Lên chuẩn mã hàng cho là bộ B20 chị ơi. Cái bộ này thì nặng rồi. Cái bộ khác rồi đây. B20 các chị chọn màu chọn size. Phong các chị từ 45 cân ạ, đến tầm khoảng là 62, 63 cân đổ về. 45 đến 62, 63 cân đổ về em chút đơn. B20 kèm số điện thoại các chị nhá. 199 đồng như bác ngày hôm nay ạ. 199. Đấy, rồi ôi chị Đào Chính ơi, bây giờ em không biết chị mặc size nào đâu. Chị hỏi em là hôm nay mình chốt mã B202 mình mặc size gì thì vừa. Chị ơi, chị biết là bây giờ á, em mang live stream bao nhiêu người xem, em không thể nào em nhớ được là từng khách bao nhiêu cân, trừ khi lúc nào mà nhân viên thì em gọi điện chốt đơn ấy, nhé, em sẽ tư vấn thật là kỹ cho từng người. Đấy, chị bây giờ chị hỏi em là em không thể nào em biết được chị cân nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu mà em chốt đơn em tư vấn luôn trên live. Cái nhá, chỉ có bây giờ là em đang biết là hiện tại cái mã B20 em đang có size các chị từ khoảng là 45 cân đến 62, 63 cân mà mình vừa cái mức cân đấy thì mình chốt. Được chưa ạ? Lên mã hàng cho em là bộ B20 199.000 đồng cho bộ quần lỡ này, áo cộc tay. Bên ngoài của nó sẽ là màu đỏ đậm các chị nhá. Form vừa cho em ạ. 40 ạ, 40 ạ. Ô chị ơi. Sao cái quần này chị lại đưa cho em cái sao lại vi diệu thế nhở? Sao lại cái viền quần này là màu vàng nhỉ? Áo lấy trên rồi. Bộ khác rồi nào? Đứa nào lại lấy nhầm quần của nó rồi? Bù bê đúng mẫu nhưng mà khác màu. Ờ, cái viền quần nó phải là màu đỏ theo quần cơ mà. Áo vàng thì nó là màu vàng. Đúng rồi. Bộ này lấy lắp nhầm của áo màu vàng sao rồi đây này? Đây, màu nâu đây, màu nâu đẹp. Đây màu nâu đây cho em. Ôi các bác ơi ạ, B20. Củ đấy. B20 chỗ này để chữ hoa này. Đấy đây. Đấy, sao hôm nay chị lại ăn cái gì đấy? Sao lấy đồ ra màu đỏ. Hôm nay lại chơi món gì à? Chơi món gì nhiều biển quá, chẳng biết mặt không biết cái biển nào. Không biết cái biển hồ cái gì. Cái đèn đỏ thì mình dừng lại, đấy. Đấy, cái biển đỏ này dừng lại, hiểu chưa? Cái đèn đỏ này dừng lại. Đấy, là có đèn xanh thì đi tiếp. Đây, cái chị nhá, đây là quần của áo bộ đỏ cái này. Đây là nhầm quần. Nhầm được, mọi khi vẫn nên đúng mặt. Cái này là do cái đứa phụ lai nó lắp vào. Không phải, anh lắp vào thì làm sao mà mắt được. Phụ lọ lai, mày lắp vào cũng mắt được. Mắt đau cả. Mà luyện nó đi thì máy của luyện là đứa nào dùng rồi, kem xài cái máy này vào để cho chúng nó gọn này. Tí mày sạc thì đứa nào sạc rồi này. Đây B20 ạ, chị nhà Nguyễn Huyền Trâm rồi, ok em chốt đơn. Chị Trần Nhung có màu vàng này, em mặc là màu đỏ ấy chị nhá. Đây màu nâu cho em này. Cầm một máy về. Nâu, đen, ghi xanh than, vàng. Ôi nhiều màu quá các chị ơi, nhiều màu lắm. B20 199 các chị nhá, toàn bộ hàng công ty cho em. Đấy chứ, toàn bộ hàng công ty cho em, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Bộ này của nó giá hãng của là 380 các chị này, giá hãng 380, em xin phép ạ, kỷ niệm các chị 199.000. Chọn màu chọn size vừa cho em ạ, 199.000 đồng một bộ các chị nhá. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho là mình chốt ạ. Đẹp quá cái bộ này. Chất hàng đầu mùa của nó xịn lắm các chị ạ, chất sướng nó mát. Mà toàn bộ nhà em chất u mì nhá. Có bộ nào quần qua đầu gối không? Đây chị ơi, em mặc qua đầu gối một tí này. Cái này đến đầu gối. Có bộ qua đầu gối là bộ B202 với lại là bộ B207 ấy. Nó sẽ qua đầu gối. Chị Trang Trang nhá. Chị Thảo Mai rồi, ok em chốt đơn. Lên tiếp quần legging đi. Em lên tiếp quần legging nhá. Ok chưa? Áo đá, lấy cho chị 1-2 mặc áo đá đi. Cái quần lên trong này áo đá. Lên cái mã này được rồi người này các bạn. Đây chống nắng thơm này, bác nào chốt chống nắng thơm thì lên luôn cho em mã hàng ạ. Là gì ạ? Nắng ngắn kèm số điện thoại ạ. Nắng ngắn thơm các chị nhá, hàng La Loma. Toàn bộ chống nắng thơm của hàng La Loma các chị lên mã này cho em là mã chống nắng ngắn ạ, kèm nắng ngắn kèm số điện thoại ạ. Hàng hai lớp các chị này. Đấy chứ ạ, nắng ngắn cho em hàng hai lớp ạ, lên mã hàng cho em là nắng ngắn ạ, cách số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng. Em chưa lên bộ B202 đâu, B202 là em lên từ hôm qua rồi đấy. Mã từ hôm qua có thể chị mà bộ này mặc chất cũng đẹp, em cảm ơn chị ạ. Đây chống nắng thơm với chị Thu Hồng ơi. Em mặc màu xanh cobalt lên trước nhá. Em mặc màu xanh cobalt lên trước này, đủ size. Các chị là MLX. Đủ size là MLXL, các chị lên đơn hàng cho là
Mã hàng là gì? Năng ngắn á. Năng ngắn á, 40 cân đến tầm khoảng là 65 cân đồ về em chốt đơn. Năng ngắn á, kèm số điện thoại ạ. 299 chị ơi. 299.000 đồng bộ B61 em còn chị Đỗ Phương nhá. Thơm phức luôn. Giặt không mất mùi. Đó, em đang có màu em mặc là xanh than này. Đây là màu xanh này, xanh cổ vịt cho em ạ. Màu xanh cổ vịt này. Màu xanh than ạ. Đó, và màu xanh Nhật Bản ạ. 4 màu. 4 màu cho em các chị nhá. Lên mã hàng cho là áo nắng ngắn ạ, 299.000 một áo ạ. Hàng nắng thơm 2 lớp, hàng La Loma. Hàng của La Loma các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm cho số điện thoại cho là mình chốt đơn. 299 một cái ạ. Giá này em bao giá các chị mình luôn. Chị nào nhận được áo nắng em các chị bà cho em xin feedback ạ. Các chị bà cho em xin một cái feedback với ạ. Nó thơm phức luôn mà hàng bên trong nó sẽ có là một lớp thông hơi nữa. Một lớp lưới thông hơi, bên trong có túi, bên ngoài có túi ạ. Bên trong có túi, bên ngoài có túi, nó sẽ có khóa cho em. 299.000 ạ. Đơn hôm qua thì em đang chốt chị ơi, đơn tối qua thì em đang chốt đơn. Đó, 299.000 đồng một áo. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho là mình có đơn. Chọn màu chọn size vừa thoải mái chị nhá. Nắng thơm cao cấp ạ, giặt nó không mất mùi. Lúc nào nó cũng thơm lừng luôn ạ, khử mùi cơ thể. Đó, toàn bộ là hàng thương hiệu luôn các chị này. Giá này các bác mua ở ngoài là gì có đúng không ạ? Dân mua ở ngoài giá rất là cao luôn. Mua giá bên ngoài rất là cao luôn, giá lẻ. Ok chị ạ, lên mã hàng trên là nắng ngắn, cộng số điện thoại trên là mình chốt đơn hàng ạ. Thơm lắm. Nhưng em bán hàng 2 lớp, năm ngoái em bán hàng 1 lớp, nhưng năm nay thì em sẽ bán hàng 2 lớp cho các chị. Tại vì hàng năm ngoái các chị mặc cũng vẫn thích. Thế em mới bảo là năm nay ạ, bán luôn cả loại 2 lớp cho các chị ạ, để mặc thay đổi luôn các chị nhá. Áo ấm nâu đằng sau treo trên xào đâu. À, cái đấy là em đang sale bao nhiêu tiền ấy. Cái ấm kẻ Burberry kìa. Thơm lắm các chị ạ. Hàng này của nó là chống nắng thơm. Mã hàng cho em là nắng ngắn các chị nhá, nắng ngắn kèm số điện thoại ạ. 299 ạ. 299.000 đồng. Thơm phức luôn ạ, không thơm giả này em. Được chưa ạ? Không thơm giả này em. Đây màu xanh than đây ạ, xanh than còn ít nhỉ. À, chị mua một chiếc rồi ạ, thơm quá chị mua thêm chiếc nữa. Em cảm ơn chị. Em bảo rồi ạ, không thơm em bây giờ là màu xanh than em còn size M và XL, tôi đang hết size L chị ạ, đang thiếu size. Bây giờ nó đang lẻ size không đặt được hàng đấy chị này. Đấy, chiều nay đang hết size L chị Nhung Phạm nhá. Bây giờ nó chỉ còn xanh than của M với XL thôi. Xanh than có size M và size XL, các chị nhìn màu xanh than cho em này. Nắng ngắn kèm số điện thoại ạ. Nắng dài là 430, còn nắng ngắn là 300. Chị Nguyễn Trung ok em lên đơn ạ. Đây là xanh cổ vịt này. Xanh cổ vịt, còn màu xanh Nhật Bản thì em đang có size M với size L thôi. Xanh cổ vịt đủ size, xanh coban đủ size. Còn màu xanh Nhật Bản với xanh than hiện tại em đang lẻ size rồi ạ. Chưa có hàng về luôn ấy, đợt này đặt hàng lâu lắm. Đây là màu xanh cổ vịt đấy ạ. Hàng đấy thì khác bóc ra. Rất là thơm luôn. Trong nắng dài em có chị Thu Dương nhá. Trong nắng dài cũng có những màu như này này. Nhưng mà nó sẽ là hàng 430, hàng 2 lớp 430.000. Trong nắng dài mặc đẹp lắm, để tím mặc lên các bác xem luôn. Trong nắng dài nó không nắng ngắn nó không bất tiện. Nhưng mà kiểu nhiều người họ thấp ấy, họ không muốn mặc cái loại dài thì nên mặc loại ngắn dài. Đừng che kín. Giờ này các bạn nhân viên nghỉ rồi. Giờ này các bạn ấy nghỉ rồi, 10 rưỡi là nó nghỉ rồi. Làm. Làm từ sáng đến 7 đến 10 rưỡi tối thì gọi là căng đét luôn rồi chị ạ. Chị Hồng Vân ok. Chị Lương Lung Linh có ạ, nắng ngắn áo V3 chị sao hòa ok, đây nắng dài đấy ạ. Các bác lên là nắng dài, đây là màu xanh coban chị nhá. Nắng dài kèm số điện thoại cho em ạ, hàng 2 lớp này. Cái phần tay nó là 2 lớp nhá, cái phần thân nó sẽ là 2 lớp, còn bên dưới của nó sẽ là 1 lớp. Đó. Chị ơi giờ này không ai nghe máy được đâu chị ạ. Vì giờ này 10, 11 giờ kém rồi. Ngày mai nhà em sẽ gọi chốt đơn nhá chị nhá. Hoặc là ngày mai các chị điện vào số đấy hộ em. Nó về nó nghỉ, mai nó lại còn điện tiếp chứ bây giờ bắt nó làm muộn quá. Xong là nhiều chị lại đang ngủ, xong là nhà em thì gọi chốt đơn thì các bạn ấy, các bác quay ra các bác mắng chửi luôn. Giờ này còn gọi chốt đơn, biết giờ này là mấy giờ không? Nhiều chị thì 12 giờ vẫn muốn gọi. 3 giờ sáng vẫn nhắn chị điện. Có chị 3 giờ sáng điện nhắn em ơi dậy chốt đơn đi chị. Kiểu các bác ấy làm ca đêm ấy, trực ca đêm xong là cứ quen kiểu quán tính ấy, bấm điện thoại gọi chốt đơn cũng 3-4 giờ đêm. Đây các chị này, màu này là màu xanh coban nhỉ? Nắng dài cho em màu xanh coban. Các chị lên mã này cho em là mà nắng dài kèm số điện thoại nhá. Nắng dài kèm số điện thoại cho là 430.000 ạ. 430.000 một áo ạ.
lên mã hàng cộng số điện thoại cho em. Đây là màu xanh than này, có size các chị là MLX. MLXL, đây là màu xanh Nhật Bản ạ. Tông màu này là tông màu xanh Nhật Bản cho em. Đấy, nắng thơm của La Loma, màu xanh Nhật Bản này. Tiếp theo cho em màu xanh cổ vịt ạ. Màu này màu xanh cổ vịt này. Và tông màu này là màu xanh than. Đó, màu xanh than ạ, lên mã hàng cho là nắng dài. Nắng dài sẽ là 430.000 ạ. Vỏ gối ạ, bao nhiêu một đôi ạ? Em bán 2 đôi, một là 135.000 2 đôi. Vỏ gối đẹp chị nhá, chị Nguyễn Lên nhá. Chị Lan Thân rồi ok này. Chị Lê Minh Thịnh ok. Chị Nguyễn Hoàng đặt lại cho em đi chị. Đặt hàng 2 lần hay là mua hàng 2 lần rồi hả chị? Đặt hàng 2 lần hay mua 2 lần? Quần nha quần. Đây ạ, lên quần legging cho em ạ. Quần này là quần ôm á chị nhá. Có đủ size không? Lấy hết M còn nguyên SL, XL. SL, XL á, hết M à? Hết M. Cả hai mẫu lẻ rồi. Lẻ từ tết ấy từ đầu vũ rồi. Đây là quần này là quần legging cho em ạ. 12, 13 cũng bán lẫn đi. Vẫn còn nhưng mà S nhỉ? XL. M hết sạch hồn như các chị sẽ M với bán. Còn hãy không? Hãy còn có phải bán đi. XL nhỉ? Thì năm nay lấy 4 quần đi. Có băng nào mặc cái quần legging nhà em này. Mặc sướng. Thì chắc mặc siêu sướng luôn. Lên đơn hàng cho là quần legging và kèm số điện thoại nhá. Mai cho là quần legging nhỉ. Legging cái này là dáng ôm cho em. Quần legging ạ, cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn. Dáng này dáng ôm cho em chị yêu. Đó, em hiện tại bây giờ em đang quyết size M ấy, đang còn size S này, L, XL, 2XL. S cho các chị tầm khoảng là 47 48 cân đổ về. Size L các chị tầm khoảng là 55 đến 58. XL các chị tầm 62 cân và 2XL các chị tầm dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Các chị lên đơn hàng cho là quần quần legging các chị nhá. Quần legging và kèm số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn ạ. 125 nghìn một quần ạ. Đúng không? Phải không? À 129 đúng không? Quần là 129 nghìn. Thôi cho các chị giá 125 đi. Nhá, 125 nghìn một quần ạ. Cạp to cho em, được chưa? Quần này thì gọi là siêu ôm. Đấy, ghen bụng cực tốt luôn, nâng mông. Quần này dáng ôm sát cho em các chị này. Dáng ôm sát ạ. Quần legging cộng số điện thoại ạ. Form chút nâng các chị dưới 65 cân. Nhưng hiện tại đang còn quýt size M ấy, là các chị tầm khoảng là 50 cân đến 55 cân. Là hiện tại đang hết size M rồi. Còn chị nào ở mức cân là từ dưới 65 cân cho đến là 55 cân này. Và từ 48 cân xuống đến 40 cân là các chị mình chốt mã này cho em. Lên mã sản phẩm cho em là quần ạ. Quần legging mà kèm số điện thoại ạ. Nó sẽ có hai hình khác nhau ấy chị nhá, một hình to một hình bé, thì em sẽ dồn một mã là quần legging. Đấy các chị nhá. Cạp to cho em. Mặc sướng là không bị cắn chỉ. Quần này mặc thích không bị cắn chỉ luôn. Lên mã hàng cho là quần legging mà kèm số điện thoại ạ. Là các chị mình chốt đơn hàng ạ. Hôm nay có. Có quần bò em ơi. Áo này là mã gì nhỉ? 835. Quần legging hôm trước về cháy hàng, bây giờ nó đang nhảy size không đặt được hàng. Chưa đặt được quần legging. Áo em mặc là mã 835. 835 kèm số điện thoại. Áo này bao tiền chị ơi? 159. Áo này 159.000 đồng một áo. 159.000 đồng, các chị comment là mã 835 cộng số điện thoại ạ. À đấy, nhà mình có nước giặt không? Lúc nãy đầu like các chị cứ hỏi nước giặt đi kìa. Lấy ơi em thùng nước giặt tôi này cái. Ui các chị ơi, nước giặt đây. Rồi, quần mặc đẹp mua hai cái rồi bọn mua. Chị ơi em đang mặc quần này, sướng lắm. Co giãn thoải mái, nói chung là mình đứng lên ngồi xuống của mình vận động nó cũng gọi là thoải mái luôn. Túi quần rất là sâu, đựng điện thoại, đựng tiền nong thoải mái, không bị rơi. Không sợ rơi, có túi sau cho em này. Có túi trước và có túi sau. Các chị lên mã hàng cho em là quần legging và cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng. Hủy không thì ngày mai lúc nào nhân viên gọi điện chốt đơn đến tên chị hủy đơn. Chị nhá. Áo đá hở vai em không bán, năm nay không bán, tại mỗi năm em bán nhiều loại đấy rồi, năm nay sẽ không bán loại hở vai nữa. Mã này các chị lên đơn hàng cho là nước giặt nhá các chị nhá.
nước giặt kèm số điện thoại cho em, một thùng 2k nãy chị này. Nó là nước giặt Labi, nước giặt Labi của Ánh Dương. Đó, lên đơn hàng cho là nước giặt kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Một thùng 2k các chị nhá, mỗi can thì em sẽ là 3.6 lít. Mỗi can là 3.6 lít các chị này. Trời ơi xuống đời luôn ạ. Mã hàng cho em là nước giặt cộng số điện thoại ạ. Nó siêu đặc. Rất là thơm luôn, giặt nó sạch các chị nhá. Cái này dùng mình, chị em mình dùng nó tiết kiệm cực kỳ luôn. Chị em mình dùng tiết kiệm cực kỳ luôn ạ. Giá bán lẻ của nó hiện tại giá niêm yết tại công ty của nó là 250.000 đồng một thùng. À một chai. 250.000 một chai ạ. Em xin phép tặng các chị mình ạ, 159.000 đồng cho em hai một thùng 2 can. Đó, 159.000 đồng cho em một thùng 2 can. Mỗi can thì em là 3.6 lít. Ui chị. Đổ ngược. Đấy chứ ạ, một thùng 2 can, mỗi can là 3.6 lít ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là nước giặt và kèm theo số điện thoại ạ. Ok chị ạ, nước giặt kèm số điện thoại cho em. Ui chết rồi. Cái này là nó làm sao ấy nhỉ? Đấy à. Nó bị tuột cái này ra này. Một thùng 2 can, mỗi can 3.6 lít. Các chị lấy lên đơn hàng cho là nước giặt và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Nó đặc lắm các chị ạ. Đấy, cho nên mình dùng nó tiết kiệm. Chị nào chưa đặt được nước giặt các chị lên đơn, các chị lấy kèm luôn đơn hàng cho em. Các chị mình lấy kèm luôn đơn hàng cho em nước giặt các chị này. Thùng gần 2 can, 85-64 cân vừa cho em size XL chị Lê Thuần nhá. 64 cân vừa size XL cho em ạ. Lên mã sản phẩm cho là nước giặt và kèm theo số điện thoại là mình chốt đơn hàng. 159.000 đồng cho em một thùng, mỗi thùng 2k. Ok chưa ạ? Trời ơi, một thùng 2k thì chắc là hơn 7 cân. Hơn 7 cân. Mà nhà em không biết là bán bao nhiêu thùng này rồi. Các chị mình ạ. Thế luôn các chị này. Nó đặc, gọi là đặc đặc như kiểu sữa đặc luôn ấy. Đặc như sữa đặc luôn. Thế là mình dùng gọi là nó tiết kiệm. Siêu tiết kiệm luôn. Đấy, giặt tay giặt máy cũng đều gọi là đều thích luôn các chị nhá. Cái này thì không cần phải dùng nước xả vải luôn ấy, tiết kiệm cái câu mà dùng nước xả vải ạ. Lên mã hàng cho là nước giặt cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Đó, về nốt chuyến này các bác nhé. Chị về được nốt một chuyến thôi, tại vì đợt này giá cước lên cao quá. Đợt này giá cước lên cao quá các bác ạ. Nước giặt cho em 159.000 đồng một thùng. Một thùng 2 can, các chị nhé, một thùng 2 can cho em ạ. Nhanh tay, tại vì là đợt này vẫn được giá, gọi là trợ giá ở công ty. Vẫn đang được trợ giá công ty, các bác tranh thủ nhá. Đấy, có chị còn đang bảo là đặt để dành luôn ấy. Có chị đang bảo chị chốt 20 thùng có được không. Thế không biết là chị mua về chị dùng dần hay là chị để bán lẻ ấy. Nhưng mà em chỉ gọi là chốt 3 thùng quay đầu thôi. Tại vì giá cước em không trợ được giá cao quá. 3 thùng của nó là hơn 20 cân đấy. Đấy, nguyên 3 thùng giặt là 20 cân. 20 mấy cân không đóng nổi. 24 cân. Chị bảo 20 thùng, 24, hơn 1 tạ cơ mà. Đấy, chị bảo lấy 20 thùng của nó rơi khoảng tầm là 1 tạ tư. Không thể nào vận chuyển được. Nếu như gửi bên chuyển phát. Em chỉ đặt tầm, các chị đặt tầm 3 thùng quay đầu thôi. Chị đặt đi hai đơn mà vẫn không hết hàng đấy chị. Cước cao lắm không đỡ được. Nên là chị mình cứ mua ít một thôi, mua 1-2 thùng thôi nhá. 1-2 thùng và cùng lắm từ 3 thùng quay đầu thôi. 3 thùng quay đầu cho em. Tính ra là hơn 20 cân mà chị có phí ship có 30.000. Đấy. Lên cho em là nước giặt cộng số điện thoại ạ. Thế mình lấy là mấy chuyến chị? Đúng không? Mình lấy là mấy chuyến? Chị Phùng Nguyệt ok này, chị Hợi Lê có ạ. Legging 52 cân á, 52 cân phải tùy chiều cao đấy. Nước giặt đặc và thơm lắm, nhà em đang dùng ấy chị này. Em đang dùng, em không cần phải dùng nước xả luôn, tiết kiệm hẳn một khoản mua nước xả vải. Đấy, tại vì bình thường dùng nguyên nước giặt đã thơm rồi. Về các chị mở ra cái thơm lừng luôn. Thơm lừng luôn ạ. Một thùng 2 can, mỗi can 3.6 lít ạ, hàng của công ty Ánh Dương cho em. Nước giặt Labi các chị nhá. Nước giặt Labi của Ánh Dương các chị này. Thì chạy giá của nó tại công ty của nó, giá đang bán lẻ, giá khuyến nghị bán lẻ của nó là 250.000 một can này cơ các chị ạ. Một can chứ không phải là một thùng nhá các chị nhá. Khẩu trang ạ, một thùng là 200 chị ơi. Một thùng khẩu trang là 200.000. Thế chạy một thùng nước giặt cho em là 2 can, mỗi can 36 tổng là gì ạ? 159.000 đồng một thùng 2 can. 159.000 đồng cho em một thùng 2 can, gộp đơn nước giặt với quần áo được luôn chị ơi. Em gọi là cứ cố gắng nhá các chị, là gộp đơn cho các chị đỡ tiền ship ấy. Chỉ khách sợ khách là mất tiền ship nhiều thôi. Khách xỉ nhá, em thế, em phải cân đối các chị là em còn bảo bên vận chuyển là em ơi tính cho chị cái đơn này khách xỉ để cho người ta lấy về tiện bán, đừng có tính gọi giá cước nó cao quá. Đấy, xót tuột, em còn xót thay cho khách luôn ấy. Em mới bảo các chị ơi, nếu mà lấy một cái sản phẩm mà các chị cố gắng dồn đơn ạ, mua thêm cái gì để dồn đơn cùng một thể để đi đơn cho nó đỡ tiền ship ấy. Thế một cái cộng về tính ra tiền ship cũng thành giá rất là cao. Đây giá đỡ điện thoại đây các chị này. Mình mua về cho con học online nhá.
cho con học online, mình xem điện thoại này, lướt điện thoại mình cầm tay nhiều nó mỏi, thì các chị lấy cái kệ điện thoại cho em này. Đây là cái giá đỡ các chị nhá. Kệ điện thoại cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn. Em xin phép tặng các chị 25.000 một cây. 25.000 một cây đỡ điện thoại này các chị, không phải là kệ điện thoại kèm số điện thoại em không biết là bên ngoài người ta bán các chị bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái này em bán kèm đơn nhé, chị nào có đơn hàng các chị lấy thêm, còn em không bán lẻ một cái. Em không bán riêng một cái, em ơi ship cho chị một cái là em sẽ xin phép các chị là em sẽ không đi đơn đâu. Cái này em bán là kèm đơn cho khách nữa chị nhá. 25.000 một chiếc kệ điện thoại như này. 25.000 một cây. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại, áo em mặc có bán chị ơi. Áo em mặc là mã gì nhỉ? 835. Áo em mặc là 835, 159.000 một áo. Còn kệ điện thoại là 25.000 một cái. Kệ điện thoại là 25.000 một cái, mình chỉnh cao thấp cho em này. Để chị ạ, chỉnh cao thấp cho em như này được thoải mái cho em, hoặc các chị là xoay cao này, để chị ạ, cúi ạ, hoặc là nâng lên cho em thoải mái ạ. Hai can nước giặt đó là một thùng chị nhá. Chị Hồ Thám ok, chị Nguyễn Bích ạ, chị Tu Hồng có đơn hàng. Bác nào lấy nước giặt các bác cứ lấy luôn cho em. Để chị ạ, đằng nào mình cũng phải mua, đằng nào mình cũng phải mua thì các chị lấy luôn kèm đơn quần áo cho đỡ tiền ship cho các chị. Chị Hiệp Lai có, chị Nguyễn Lệ ok, áo ấy mặc là mã 835 chị nhá. 835 là 159.000 đồng. Bây giờ em cũng nhớ được hết đấy chị Hạnh Lê ạ. Nhà em cũng biết bao nhân viên. Bây giờ em không thể nào nhớ số từng đứa một. Em không thể nào em nhớ được hết luôn. Đấy, để ngày mai mình xác minh cái số điện thoại đấy có phải số của nhà em không. Chị gọi vào số hotline giúp em rồi. Chị gọi vào số hotline giúp em với. Nước giặt là 159.000 đồng một thùng 2 can. Chị Hồ Thắm nhá, mỗi can 3,6 lít. Chị Bún Ốc Thanh Béo ok, sức nước giặt nó thơm mà nó đặc. Đấy, chị Phạm Loan có đơn ạ. Kệ điện thoại 25.000 một cái á. Nhà mình có sữa tắm không? Sữa lấy cho em cái sữa tắm màu hồng đi. Sữa tắm màu tím thôi không bán nữa. Còn mỗi một chai thôi. Thì nó trộn ở đâu nhé? Em cứ để cái này nào ở đây là chúng nó lại lấy mất. Ờ, sữa tắm đây các chị ơi, sữa tắm có. Đây sữa tắm hàng các chị này. Màu mùi của hoa hồng cho em. Các chị lên đơn hàng cho là sữa tắm Hàn cộng số điện thoại ạ. Sữa tắm Hàn cho em là một chai này của em sẽ là 900ml các chị nhá. Một chai 900ml ạ, chị em mình dùng ạ, rất là lâu luôn. Rất là cái độ lưu hương của nó ạ, cực kỳ là, có nghĩa là mình tắm ạ, nó lưu giữ hương thơm rất là lâu và da của mình nó rất là mềm, mướt da các chị nhá. Đấy, đỡ cho mình khô da. Được chưa ạ? Khô da. Các chị lên mã sản phẩm cho em là sữa tắm Hàn ạ. À, được chị Hồ Thắm ạ. Mã sản phẩm cho em là sữa tắm Hàn cộng số điện thoại em bảo rồi nó thơm lắm chị nào ạ. Áo chị mặc đừng sơ vin thả đây. Em thả các chị mình luôn. Đấy, mặc nó bình thường cái này chị này, không cần phải sơ vin cũng đẹp tại vì dáng này nó không bị dài quá, không bị dài quá, không bị ngắn quá. Các chị lên là nước à quên, sữa tắm các chị nhá, sữa tắm Hàn cộng số điện thoại cho em. Cái này là màu hồng của mùi của hoa hồng ấy. Mùi của nó sẽ đậm hơn cái mùi màu trắng lần trước. 123.000 một chai ạ. Bác nào nhận được sữa tắm hoa hồng, sữa tắm Hàn mùi hoa hồng nhà em chưa? Em bảo rồi ạ, không thơm lấy tiền. Thơm lắm các chị ạ, mùi của hoa hồng cho em. Đấy, mùi của hoa hồng nhung ấy nhở, mùi nó thơm dã man luôn ấy. Đấy, mà lưu giữ hương thơm một lâu, tắm xong nó mướt da, nó mềm da, cái chặn nó mềm da cực kỳ luôn ạ. Lên mẫu áo đá nữa chị ơi, lấy cho em một hai mẫu áo đá này. Lấy cái mẫu ở trong kia, lấy mẫu khác đi. Quần em mặc là mã quần legging chị ơi, chị Vũ Thị Hiện nhá. Sữa tắm 123.000 một chai ạ. Một chai là 900ml, chị nào đang hết sữa tắm thì các chị lấy luôn nhá. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho là mình có đơn ạ. Đợi em một tí em lấy áo áo gì nhỉ? Áo đá. Các bác này, áo đá mã này là mã
782 ạ. Mã 782 em có đủ size M, L, XL các chị nhá. Đủ size M, L, XL các chị lên đơn hàng mã này cho em là 782 kèm số điện thoại ạ. 782 kèm số điện thoại cho em ạ. Sữa tắm bây giờ em chỉ bán một màu thôi, tại vì một mùi thôi. Thì cái mùi màu hồng đậm này rất là thơm. Cái chai màu hồng nhạt nó sẽ không thơm vào cái mùi hồng đậm này này. Em thấy cái mùi hồng đậm này thơm hơn. Thế em đợt này em lấy nguyên cái màu hồng đậm thôi ý. Thì hôm trước em về cả cái màu hồng nhạt nữa. Màu hồng nhạt nó gọi là nó chỉ thơm thoang thoảng thôi. Nó chỉ thơm thoang thoảng, như cái hồng đậm này nó thơm lâu hơn này. Cái hồng đậm thơm lâu hơn. Nhưng em không còn cái chai làm hồng nhạt ở đây để em cho các chị xem mẫu. Đây hôm trước nó không được thơm vào cái chai này. Hồng đậm này nó lưu giữ thơm nó lâu hơn. Còn cái hồng nhạt nó chỉ gọi là thoang thoảng một lúc thôi. Các chị lên mã này cho em là gì ạ? Mã 782 ý chị nhá. 782 kèm theo số điện thoại cho em. Có size là M, L, XL. Các chị dưới 65 cân đổ về em chốt ạ. Từ 42, 43 cân đến 65 cân đổ về ạ. 42, 43 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 100 ạ, 70 nghìn một áo ý chị nhá. 170. Con này trên là 170 nghìn ạ. Huyền về xem con cún như nào Huyền. Về trước đi. Chị Nhung Phạm, chị Hiệp like, ok em chốt đơn. Mã này cho em là mã 782 ạ, 782. Áo đá cổ tim ạ, M, L, XL đủ size số các chị nhá. Dưới 65 cân, 170 nghìn một áo ạ. Các chị nhìn đá của nó ép nhiệt rất là sáng luôn. Đá ép nhiệt ạ, sáng cực kỳ. Lên mã sản phẩm cho em là 782 kèm số điện thoại ạ. 782 kèm theo số điện thoại cho em chốt đơn. Đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Mấy giờ rồi? 11 giờ rồi cả. Lên tiếp phong đá. Mã này mã 782 nhỉ? Chị Nhi Hoàng ok. 782 kèm số điện thoại. Các chị lên đơn mã này thì nốt chuyến này là hết rồi các chị ạ. À, áo đá cổ tròn á. Đây một em còn, chị Thải Đỗ Đức ơi. Ừ, chị lấy mẫu đây một của em luôn. Lấy trên màu chắc là hồng hồng đất là có đúng không? Đây một em còn. Nhưng mà bây giờ nó không còn đủ size nữa. Bây giờ nó cũng lẻ màu rồi. Nó cũng lẻ màu lẻ size rồi. Sơ mi em, à đây bây giờ lên một ít sơ mi điệu điệu nữa. Đợi em nhá, cuối là ít người xem. Đây sơ mi điệu là có số lượng ít cho các chị này. Lên một ít sơ mi điệu nhá. Lúc nãy em có lên rồi nhưng bây giờ em sẽ lên thêm. Sơ mi điệu hàng Quảng Châu này. Chị xem cái màu đỏ này có size S không? Đấy, ở ngoài này. Đỏ thì có nguyên size M. Đẹp mấy? Đẹp 8 đây, giờ lên đẹp 9 nhé. Mã này các bác lên cho đẹp 9 nhá. Một con sơ mi xinh xinh. Và nó có SM, trắng có SM, đỏ còn size M. Hàng này đang cháy hàng không có này. Để chất tơ này lên mặc xinh lắm. Mã này các chị có comment cho là mã đẹp 9 ạ. Đẹp 9 và kèm số điện thoại, đằng sau sẽ có cúc nhé các chị nhé. Các chị về, các chị lúc nào mặc các chị là cài cúc đằng sau cho em. Đẹp 9 em có màu vàng đấy chị này, vàng trắng và đỏ ạ. Vàng trắng đỏ lên đơn hàng cùng số điện thoại ạ. Em có size S và size M. Chắc là sơ mi tơ các chị nhé, hàng xịn cho các chị luôn. Được chưa ạ, toàn bộ hàng đẹp này. Nhưng mã này có ít chục cái.
Được chưa? Em có ít thôi các chị nhá. Mã hàng cho em là mã đẹp 10 ạ. À đẹp 9. Đẹp 9 cộng số điện thoại dưới 60 cân em chốt đơn ạ. Dưới 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Các chị nhìn cho em màu trắng này. Rất là xinh luôn. Mẫu này các chị mix với cái gì cũng đẹp. Em tặng các chị 299.000 đồng một áo. 299.000. Mã hàng cho em là đẹp 9 ạ. Kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. Mặc xinh cực kỳ luôn. Đó các chị này. Đẹp 9 đúng không? SM 2 size. Chất sơ mi tơ cho em ạ, rất là mềm. Hàng Quảng Châu các chị nhá. Đẹp 9 ạ, SM. S các chị tầm khoảng 55, 56 cân. Size M các chị tầm 60, 62 cân đổ về. Đó, chị Hoàng Thị Hậu có này. Mã này bây giờ không có hàng mà đặt thì các chị ơi. Màu đỏ bây giờ em chỉ còn đúng, chỉ có gọi là nhập được ít size M thôi, còn không đủ size luôn ý. Mã này đang cháy hàng ý. Tại vì đợt này điên đó đóng không có hàng về. Cháy hàng luôn. Giá bán bên ngoài rất là cao. Bình thường thì chất tơ nó phải, nó không dày như kiểu là chất thô đâu chị ạ. Em các chị nhìn này, em mặc nó không hở đâu chị này. Mặc lên bình thường mà. Đây đỏ của nó chỉ có size M thôi. Đỏ chỉ có size M các chị nhá. Nó bên gen của nó rất là mềm luôn. Thấy chưa, cái phần gen nó rất là mềm luôn các chị này. Mặc bình thường lên nó không hở đâu, trông vậy thôi ạ. Chị Kim Ngân có ạ. Trắng size M, đem thử các chị xem màu trắng nhá. Màu trắng là cái màu mà hay bị lộ. Tại vì em mặc bên trong của nó sẽ là áo màu đen ý. Cho nên là nó, em thử màu trắng lên luôn nhá. Em thử màu trắng luôn. Dầu gội, em có dầu gội bưởi với dầu gội collagen. Ba trăm nghìn một cái. Mà chất tơ hàng Quảng Châu. Đây các chị này, mặc lên không hở đâu. Không thì bắt các chị mặc một cái áo bra bên trong. Đẹp nhờ. Đẹp 9 cho em màu trắng các chị nhá. Màu trắng cũng số điện thoại. Còn màu đỏ thì đỏ của nó là màu đỏ đậm đó. Đỏ đô đô ấy. Đó, màu đỏ đô đô cho em. Chị Nguyễn Dung ok này. Chị Hoàng Linh có ạ. Không có đen đâu chị Hương ơi. Tất cả cái mẫu này không có màu đen đâu ạ. Tại vì cái dòng này của nó dòng thời trang. Nó sẽ không có mẫu nào có màu đen. Áo này của nó sẽ không giãn đâu chị. Nó chất tơ nó sẽ không giãn đâu chị Hoa ơi. Nhưng mà kiểu là dáng xuông xuông ấy. Dáng xuông xuông cho em, chị em mình sơ vi nó rất là đẹp. Đó, sơ vi lên xinh các chị nhá. Cái chân váy này, quần công sở ấy. Quần legging nhá. Chị Hương Bùi lên số điện thoại chị ơi. Đẹp 9 ngày mai các chị chọn màu chọn size vừa nhá. Ngày mai mình chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Đẹp 9 ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho là mình chốt ạ. Còn áo này là 300 chị ơi. Không mỏng đâu, trời ơi chất tơ nó bị thế chị. Nó có như chất thô đâu. Mùa hè mình mặc cái này nó mới sướng ấy chị này. Đấy chị ạ, mặc nó nhẹ. Mặc nó nhẹ. Đây. Mặc lên là tại vì có cái phần ren đằng trước này. Nó sẽ có phần ren đằng trước nó che này. Chị Đỗ Thu Hiền ok, không mỏng đâu chị ạ. Chất tơ nó phải như thế, chất tơ ai dày cộp đâu chị. Sơ mi tơ nhẹ nó mát chị ơi, nó mát. Tiếp theo em qua các chị một mẫu lụa nhá. Một mẫu lụa nó đi. Tiếp mẫu này cho em là đẹp 10. Ủa các chị mà phân vân chẳng có hàng đâu. Em nói thật, không phân vân không có hàng mà chốt ấy. Tiếp theo một mã sơ mi lụa Quảng Châu các chị này. Một mã sơ mi lụa hàng Quảng Châu nữa luôn. Lên mã này cho em là mã đẹp 10 ạ. Hề luôn ạ, các chị hỏi em mấy câu nữa là không có hàng ấy. Tại vì bây giờ những cái mã này em có nhập được hàng đâu. Hàng cao cấp bây giờ nhập không có. Hàng Quảng Châu ấy. Hàng may bây giờ đặt còn khó nữa là hàng Quảng Châu. À, chị Thương Phan có, chị Vũ Hằng ok. Em qua mẫu nhé chị nhá. Em lười mặc bán sơ mi dã man luôn tại vì là cái cúc của nó cài lâu ấy.
mà áo phông thì cần chui ra chui vào. Mã này là đẹp 10 đúng không? Đẹp 10 SML 3 size ạ, một con sơ mi lụa họa tiết các chị nhá. Một con sơ mi lụa họa tiết có size các chị tầm khoảng 63 cân đổ về, 63 64 cân. Và các chị tầm 45 cân đổ lên. Em có 3 size là SML, các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Con này của nó là hàng Quảng Châu nhá, cái lụa của nó rất là mềm. Hàng của nó là hàng, nếu mà hàng chính của nó, giá chính, giá gốc của nó là khoảng tầm khoảng là 380. Ngày hôm nay em tặng các chị, tại vì giá này em ôm sale các chị nhá. Giá em ôm sale tặng các chị là 190.000. 190.000 ạ. Các chị lên đơn hàng mã này cho em là đẹp 10 cộng số điện thoại ạ. Em có 3 size là size S, size M và size L các chị nhá. SML 3 size, lên mã hàng cho là đẹp 10 cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. 190.000 ạ. Không để mai chị ơi. Chị đặt lại, chị Nguyễn Hoa đặt lại trên line này của em là 647 chị nhá. Comment hậu em lại là 647 cộng số điện thoại đấy ạ. Chân váy các chị comment là chân váy 1 thôi. Chân váy 1 cộng số điện thoại. Mà mã này các chị comment là đẹp 10 cho em. Cái họa tiết của nó cực sang luôn mà lụa của nó lụa mềm các chị nhá. Ôi các chị ơi em nghỉ đây. Em nghỉ đây. Em đi đấy. Nếu đi xe máy lên đây mà. Thôi em nghỉ đây các bác ơi, mai em lên tiếp nhá. Để xem nếu mà ngày mai mà nhân viên chốt thì chưa, mai lên tranh thủ buổi trưa là lên phông bên kia nhỉ. Ngồi lại line luôn phông bên kia luôn. Để mai em lên nhá. Sơ mi kẻ à, sơ mi kẻ để mai em lên đúng không ạ? Chưa mai nhá. May ra thì chưa mai lên được. Hẹn các chị tranh thủ em mai em lên buổi trưa một lúc nhá. Tiếng rồi. Một tiếng buổi trưa thôi. Đây mã này cho là đẹp 10 ạ. Số điện thoại cho là mình chốt đơn. Con này sơ mi lụa của nó bỏ ra trong túi ra mà không nhăn một tí nào luôn. Mà nó rất là mềm. Chị Khải Đỗ Đức ok chốt hai áo đi một. Chị Hiền Diệu đi số điện thoại chị ơi. Chị Đoàn Hiền ok. Con này em bảo rồi chất không đẹp với tiền luôn. Đó. Bình thường các chị mua cái những cái hàng gọi là hàng gia công lại cái chất nó khô khô cứng của nó khoảng chầm là trên dưới 200 rồi. Bây giờ mã này em tặng các chị có 190.000. Hàng 38 các chị nhá. Hàng 38 theo các chị là 190. Em nghỉ đây. Trưa mai em lên nhá. Đang có tình yêu ạ, chúc các tình yêu ngủ ngon ạ.